bây giờ Cát Tường xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón nhân vật nam của ngày hôm nay. Xin mời. Wow. Rồi, một anh đỏ, một anh xanh. Mời hai bạn ngồi vào vị trí. Hai bạn nữ bên nhà gái, xin mời. Rồi, ổn định vị trí nè. Rất trẻ trung và năng động. Wow. Bên đây tôi cũng trẻ trung năng động. Xong chưa? Ổn định vị trí rồi. Và bây giờ xin mời hai chàng trai bắt đầu sẽ lần lượt giới thiệu về mình. Màu xanh trước đi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Anh Tú. Em sinh ra và lớn lên tại mảnh đất nơi con sông Hồng chảy vào nước Việt, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Wow. Yeah. Em đang 21 tuổi và em đang là hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên? Dạ, đang hướng khúc dẫn nào? Viên. Dạ, miền Tây và miền Trung. À, tại sao không làm ở miền Bắc mà làm ở miền Tây và miền Trung? Dạ, chắc là có duyên ở trong miền Nam này nhỉ? Cho nên em vào trong miền Nam học. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Tú? Điểm mạnh của em nghĩ là em là một người khá là hoạt ngôn. Và em có thể nói chuyện suốt cả ngày luôn. Điểm yếu của em thì đôi khi là nói nhiều quá, người khác nghe nhiều người ta mệt á. Em học giống như chị á, khi nào có tiền mới nói là nó sẽ không có mệt. Còn có tiền mới nói, còn hết tiền, nói đủ tiền, ngừng nói nha. Ngoài cái công việc mình đang làm, em còn có những cái việc gì khác nữa không? Tại thì em cũng đang chuyển hướng của mình trở thành một MC. Rất phù hợp với em. Mai mốt mình sẽ là đồng nghiệp ha. Chúc mừng một MC trong tương lai. Cảm ơn chị. Quá dữ. Đó là thông tin của bạn Anh Tú ngồi ở ghế màu xanh. Anh Tú, em, cô gái ngồi ghế xanh giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em chào anh chị, em chào mọi người, em chào hai anh đối diện. Em tên là Bích Trâm, hiện tại em đang là sinh viên năm tư của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Quê em ở Đồng Tháp. Quê em Đồng Tháp. Điểm mạnh, điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em chắc là em tiếp thu nhanh với lại kiểu hoạt bát. Còn điểm yếu của em là tuy mà em học thì em học chuyên ngành biên kịch điện ảnh. Nhưng mà em kiểu em sống nội tâm đó, với lại em kiểu trong đầu em hay vẽ vời những câu chuyện buồn của cuộc đời mình, những kiểu thứ hay là nên là em kiểu em hay buồn ngẩn ngơ thẫn thơ vậy. Hay thẫn thơ lắm hả? Kiểu hay buồn vu vơ anh, với lại đó giờ kiểu em chưa bao giờ mà suy nghĩ ra một cái kịch bản nào mà có cái kết mà có hậu, kiểu đó giờ toàn kiểu em buồn. Hay với kịch bản hài không? Dạ không. Trời ơi, em hài không được. Khi mà em buồn vu vơ vậy thì lúc mà em rảnh rỗi em giải trí thì em làm bằng cách nào? Rảnh rỗi thì em sẽ xem phim hoặc là đi chơi. Là em cũng thích chụp phim. Chụp phim? Chụp ảnh bằng máy phim. À vậy hả? Ngày hôm nay tới chương trình buồn hay vui nè? Không, hôm nay em rất là vui nha mọi người. Không, hôm nay em rất là vui nha. Đó là thông tin của cô gái Bích Trâm ngồi ghế màu xanh chị à. Rồi, đến với chàng trai ngồi ghế đỏ, mời em giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người và xin chào hai MC. Mình là Phạm Thành Long. Hai người nam giọng hay quá ha. Giọng cầm cầm giống nhau. Năm nay em 22 tuổi và hiện tại đang làm ca sĩ. Hát dòng nhạc gì? Em hát dòng nhạc trẻ. Trẻ là một câu thử xem nào. Em xin được hát vài câu trong ca khúc Hơn Cả Yêu ạ. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rồi mình ở đâu? Em ở bên quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Là đó là mình ở nhà thuê hả hay là ở nhà bà con? Em ở nhà thuê. Vào lâu chưa? Em vào được gần một năm. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là một con người khá là năng động, chỉn chu và rất là ham học hỏi. Còn điểm yếu là đôi lúc hơi rụt rè trước những người lạ và sợ những cái con sợ những cái con vật mà bò sát. Đó là những thông tin của chàng trai ngồi ở ghế đỏ. Tới em đó. Em xin chào hai anh chị, em xin chào mọi người và em tên là Minh Châu ạ. Em đang thì là sinh viên năm tư của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ạ. Sau này ra nghề mình sẽ làm nghề gì? Tuy là em học chuyên ngành là quản lý thông tin nhưng mà em nghĩ là em sẽ làm hơi trái ngành một tí, thì em thích làm bên mạng marketing nhiều hơn. Marketing nhiều hơn hả? Hiện tại thì giờ em ở đâu nè? Dạ, hiện tại em đang ở Thủ Đức, thành phố. Thủ Đức hả? Dạ vâng ạ. Điểm mạnh em biết em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em là một con người khá là năng động, thích gọi là khám phá, phiêu lưu. Điểm yếu thì em nghĩ là đôi khi thì em thích nằm, thích lười. À, thích mà nghỉ ngơi, nằm lười trên ở nhà rồi. Dạ vâng. Còn khám phá phiêu lưu là em thích khám phá phiêu lưu cái gì? Dạ, em thích đi phượt ạ. Đi phượt? Đi phượt bằng xe máy ạ. Em đã từng đi phượt ở đâu xa nhất?
Em nghĩ là xa nhất là em đi phượt lên Đà Lạt và... Những chuyến đó đi em đi với ai? Thì em đi với thường là em đi với bạn của em ạ, một nhóm bạn ạ, một nhóm bạn thân ạ, hoặc là những bạn ở chung nhà với em luôn ạ. Điểm yếu của em là em nằm lười ở nhà, thì kỷ lục của em là nằm lười ở nhà bao nhiêu ngày? Mùa hè thì nhiều khi không đi học thì em sẽ chọn cách là nằm ngủ tới trưa, xong rồi dậy ăn uống gì đó, xong ngủ tiếp tới tối ạ. À, là một ngày thôi? Nó lặp lại từ ngày này qua ngày khác ạ. À, chứ không tính ngày. Rồi, đó là một cô gái thích khám phá phiêu lưu. Cô gái ngồi ghế màu đỏ vậy à. Bây giờ mình vô tình trường nha, cái này mới là hấp dẫn nè. Có sao nói vậy không được, giấu bớt đi chưa. Dạo này tuổi trẻ tài cao lắm, 21 tuổi, mấy mối tình, chàng trai ghế màu xanh. 21 tuổi của em mới trải qua 3 mối tình thôi ạ. 3 mối tình, rồi. Mối tình năm nhất đại học của em là mối tình khiến cho em suy nghĩ nhất. Đó là học ở đâu, ở ngoài? Em học ở đây ạ. À, ở trong này. Trong miền Nam luôn. Cái lúc đó, cái tính cách của bọn em khá là trẻ con, chưa có cố gắng nhiều với nhau. Và điểm thứ hai nữa đó chính là ở thời điểm đó, dịch Covid-19, cho nên bọn em phải xa nhau một khoảng thời gian khá là dài, khiến cho cái tình cảm của hai người nó bị rạn nứt ra nhiều á. Và đến mãi sau này á, thì em bắt đầu thay đổi và cố gắng hơn, trở thành cái hình mẫu mà bạn đó mong muốn. Dạ, mong muốn ngày trước. Nhưng mà sau này thì cái hình mẫu đó lại dành cho những người con gái khác. Ủa, cái mẫu đó dành cho những người con gái khác là sao, không chưa hiểu. Dạ, tức là ở thời điểm trước đây, bạn đó thích cái hình mẫu như vậy. À, em thay đổi theo đúng cái hình mẫu của bạn đó ưa thích. Khi em thay đổi thì bạn đó cũng thay đổi gu luôn rồi. À, hay sao? Sau này thì khi mà em thay đổi được như vậy, thì em không còn dành những cái hình mẫu đó cho bạn đó, mà hay vào đó là dành cho những người con gái khác tới sau. À, có nghĩa là em phản bội bạn đó. À, dạ không ạ. Chứ còn gì nữa. Càng ngày càng em càng hoàn thiện hơn. Dạ. Không? Thì khi cái hoàn thiện hơn thì cái người đó không được hưởng nữa, dạ, người khác đúng hưởng. Đúng rồi ạ. Ta nói người đến sau là thiệt thòi đâu, người đến sau là hưởng không đó chứ. Thế cái bộ. Người đến sau là thích cái gu mà style khác, em lại thay đổi khác hay sao? Dạ không ạ, em giữ nguyên nha. Giờ là giữ nguyên hả? Dạ, giữ nguyên nha. À, để chị coi 10 năm nữa em có nói câu đó không nha. Nhớ chương trình lưu lại 10 năm sau coi lại nha. Dạ. Rồi mà sao, nhưng mà bây giờ cuối cùng là cái cô đó, cô muốn cái gu sao, rồi em thay đổi làm sao? Bạn ấy muốn em trở thành một người chững chạc hơn một chút xíu. Là bây giờ chững chạc chưa? Tại trên truyền hình vậy thôi chứ ngoài em chững chạc nha cả nhà nha. Dạ. Nhưng mà em nói là em vẫn giữ vậy đúng không? Dạ. Là không cần chững chạc nữa. Dạ có nha. Dạ, sau này em nghĩ thì sẽ có những hình tượng mà khiến cho em phải thay đổi. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì em cảm thấy là hình tượng của em bây giờ là ổn. Bớ Phật cả phải không? Dạ chưa. Nói đến ngoài gì chưa. Nhưng mà rồi cuối cùng sao lại chia tay? Khi đã thay đổi rồi, tốt rồi, hết dịch luôn rồi, thì đáng lẽ đến với nhau tiếp tục chứ tại sao lại chia tay? Cái nguyên nhân gì chia tay? Tại vì có nhiều khúc mắc ở phía bên sau đó nữa. Thì ví dụ phải có cái cụ thể. Tại vì là gút cái gì? Sợ chia tay ạ. À, sợ chia tay là sao? Yeah. Thời điểm trước khi mà chia tay thì nó quá buồn. Khi mà quay lại là cả hai đều sợ phải chia tay, đều sợ phải trải qua cái nỗi buồn đó một lần nữa. À, cho nên quyết định là không có tới với nhau một lần nữa. À, để khỏi phải chia tay. Dạ. Rảnh ghê. Sao làm tổn thương nhau một lần tuổi nữa. Trẻ giờ rảnh lắm. À, sợ không dám tan. Tuổi trẻ là phải dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Chưa yêu mà đã sợ chia, rồi làm sao yêu? Chia một lần rồi nên tan vỡ bây giờ nhót. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái trong tương lai là người như thế nào? Yeah. Thực ra thì em thì không quá là quan trọng về những hình mẫu lý tưởng, nhưng mà em nghĩ là một người bạn gái của em thì là người sẽ hiểu cho công việc của em. Tại vì công việc của em như anh chị mình cũng biết á, em phải đi rất là nhiều, ít khi ở nhà lắm và ít dành thời gian cho bạn gái. Vẫn sẽ có nhưng mà sẽ ít hơn những người con trai bình thường. Cho nên là một người con gái yêu em thì phải hiểu được cái công việc của em. Tới mùa du lịch đi là đi bút chỉ cà tha luôn đúng không? Yeah. Đi cũng được mà miễn phải gọi điện thoại phải tham về lúc tối vô phòng á. Có tiêu chuẩn gì về ngoại hình không? Về ngoại hình thì em nghĩ là ưa nhìn là được. Ưa là sao? Em cảm nhận là người này xinh, người này đẹp. À, nhưng mà cái xinh của em là sao, mới là xinh? Có nhiều người xinh là mắt một mí là xinh. Có nhiều người xinh là mắt phải to rõ bồ câu mới xinh. Có nhiều người thích cái mũi tẹt tẹt chút xíu. Có người thích cái mũi cao dọc dừa. Trời, gu của em thì đơn giản lắm ạ. Em chỉ cần trắng là được, tại vì em đen mà. Đó, em chỉ cần trắng là được. Phải gu trắng. Dạ. À, chỉ cần trắng thôi đúng không? Dạ. Mập thù lù được không? Dạ được nha. Được luôn. Chà, gu cũng mặn dữ ha. À, cũng thích ha. Ok. Chỉ cần trắng thôi đó. Cô bé à, ở đây chúng ta có một người kể chuyện rồi. Tới em biên kịch. Còn chị tình yêu em thế nào? Em đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình luôn. À, em chào chị. Rồi, chào em. Cái mối tình mà em nhớ nhất á thì là chắc là mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên hay nhớ nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Sao ạ? Lúc đó hai đứa thì là tình đầu của nhau, kiểu thì lúc nào yêu nhau cũng kiểu ngốc, xong rồi ngày nào em cũng đánh bạn, đánh mà cả trường đều biết, xong kiểu cô giáo cũng năn nỉ em là thôi em đừng đánh bạn đó nữa cái kiểu. Nhưng mà sau đó thì khi mà lên đại học á thì hai đứa là hai môi trường sống khác nhau, cũng học trường khác nhau, một ngày cãi lộn 80 lần, sau đó thì cảm thấy giác là tần số khác nhau quá cho nên là quyết định chia
tay. Ngày nào ông cũng đánh bằng ấy hết, lý do gì vậy? Không, đánh điêu mà, đánh điêu kiểu như... Nhưng mà cuối cùng rồi tần số nó khác nhau là ai là người đó chia tay? Dạ em ạ. Em nói sao? Thôi cảm thấy không hợp nữa, thôi chia tay đi, quá mệt mỏi rồi. Sao mệt mỏi? Người ta giống như cái bao cát của em vậy, em đánh đảo giờ xong quá mệt mỏi. Mệt gì? Em cũng cảm giác là bạn cũng mệt mỏi rồi, chị không còn kiểu dây diết gì nữa, cho nên là cả hai quýnh người ta quá sao người ta dây diết nổi. Thiệt tình cứ đâu yêu phải chia tay là cho em đánh đâu chị ơi, đánh thôi cũng một phần thôi. Cái lý do gì à? Bạn kiểu thật ra bạn giỏi hơn em nhiều, xong rồi bạn cũng kiểu như áp đặt em là phải như thế này như thế kia, làm như thế này là đúng, nhưng mà em cảm giác như là cái đó không hợp với em, sai tần số, chia tay luôn. Còn hai mối tình sao? Em quen một người lớn hơn em cũng nhiều tuổi, khoảng nhiều tuổi là 8 nhiều. Tuổi em thì làm bên mảng nghệ thuật, còn bạn thì kiểu như là bên ngân hàng ấy, xong rồi cảm thấy là cũng sai tần số luôn. Người thì lúc nào cũng buồn con buồn số hả? Không một người em mơ mộng quá sao được. Sai tần số một người, nào chữ không, người số không. Mối tình thứ ba nè, kết thúc cách đây bao nhiêu lâu rồi? Tầm 2 tháng ạ. 2 tháng trước. Dạ đúng rồi. Lý do sao chia tay? Sai tần số nữa. Chắc là như vậy. Mỗi bạn trai em quen đều gu khác nhau. Bạn này thì kiểu như là kiểu hip hop boy á chị. Cái gì đó đó hiện đại, cái gì đó nổi loạn. Dạ đúng gì rồi đó nên... Nhưng mà em cảm giác như là em không thể nào mà tiếp tục được, chứ kiểu như bạn quá linh lung về kiểu tương lai ấy. Rồi bạn chơi nhiều quá em không thích. Chơi cái gì nhiều quá à? Đi chơi với bạn số. Của bạn đêm nào hip hop mà phải underground đồ. Đúng rồi, phải là thả lỏng cơ hội, lúc nào cũng tìm nguồn vui chứ đâu phải tìm nỗi buồn như em đâu. Tìm nỗi buồn đi, lấy cảm xúc, còn người ta tìm niềm vui lấy cảm xúc. Sai tần số luôn. Bây giờ cái mẫu người nào phù hợp với em để mà đúng tần số nè? Mẫu bạn trai lý tưởng của em bạn trai lý tưởng của em thì đừng có quá đẹp trai. Bơi. Em mong là bạn trai em sẽ giỏi với lại đừng có... Sao giống mẫu người đầu ấy vậy? Nhưng mà đừng có áp đặt vào em ở phải như thế này như thế kia. Tại vì em cũng thích người giỏi. Rồi còn em sao? Mấy mối tình? Thì em đếm thử nè. Đếm luôn. Mở dài ra đếm bóng chân luôn. Rồi em chơi được thôi chứ. Có hai mối tình. Hai mối tình. Rồi. Một mối tình là đi hồi năm học phổ thông và một năm một mối tình năm đại học. Rồi. Kiểu như là ngày xưa cái trường em á là chúng nó hay kiểu như là yêu nhau trong lớp vậy đó. Mình cũng kiểu như là gọi là sao ta theo xào lưu vậy đó. Là cũng yêu một bạn ở trong lớp đến năm lớp 12 đó, xong kiểu thi xong rồi kiểu mỗi người một nơi á chị. Rồi mối tình thứ hai lớp đọc đại học. Em học trong trường nghệ thuật là cũng yêu bạn trong người trong nghệ thuật luôn. Sao chia tay? Chung là đến năm 2, năm 3 đại học mới bắt đầu là với yêu bạn đó. Yêu nhau được một thời gian xong rồi là em kiểu như là không ở Hà Nội nữa. Lúc đọc vẫn còn nhắn tin với nhau, xong rồi là cứ nhắn tin kiểu nhạt dần. Lại xa mặt cách lòng. Lúc này mình tự hiểu là như thế nào rồi. Là bạn nó chủ động nhạt chứ không phải là em chủ động nhạt. Rồi thế thì bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Em muốn tìm một cái người em nghĩ là cũng năng động như em, xinh xắn, trắng trẻ một tí. Lại trắng nữa, ồ sao gu trai giờ thích trắng không ha? Thích trắng trẻo hả? Thích trắng trẻo. Chị đi tắm trắng có kịp không? Ổn luôn chị. Có cứu là được không? Đâu có nhiều người ta thích làn da nâu nâu nó cũng hay. Không, em nghĩ là để một cái phục rất là ít. Có phải không vậy mấy anh? Ồ mấy này là tuổi teen mà hỏi làm gì? Còn cái lứa mà thích chị Tường đó đâu có thích trắng, thích đen không mà đúng không mấy anh? Vậy đi. Ta thích người phụ nữ à. Ta thích người phụ nữ duyên dáng có chiều sâu, với người phụ nữ có nhiều tiền. Nhiều tiền. Không sao, đâu có cần trắng làm gì đúng không mấy anh? Trong ngoài cái vụ trắng thì... còn gì nữa? Tính tình là em thích bạn nào không nên manh động nha, hiền tí, đừng manh động. Mới nói không thích là năng động mà bây giờ không thích không, manh động. Năng động khác khác manh động anh chị, năng động khác manh động. Manh động là sao, là quýnh đó hả? Rồi đúng rồi, đừng có chuyện quýnh nữa nha. Em quýnh vui mà, nãy em nói cũng vui mà. Không chị ơi, hồi đi học em bị ăn quýnh nhiều rồi. Ăn quýnh nhiều hả? Ăn quýnh rất là nhiều rồi. Nhát đòn không? Sợ rồi. Rồi manh động là sao nữa? Manh động là sao nữa? Là hay sao ta? Kiểu như là hay hù hay là đang gì đó. Mấy cái clip trên TikTok thì kiểu như là sao ta? Hơi khó diễn tả một tí. Hay hù là sao? Hù là em bị lộ hay sao? Hù sao? Em nói đi chứ chị có coi clip TikTok của bạn trẻ, mấy bạn trẻ đâu từ. Em đang bị bí từ. Trời ơi. làm gì ca sĩ có làm diễn viên không? Em không. Chứ tưởng làm diễn viên mà nói bí từ là tôi cho rớt à. Mày có không là diễn viên. Không, cũng ổn ha, giật mình vậy thôi. Hù đó, em sợ hù vậy hả? Hay sao? Sao à?
Ý em có nghĩa là nóng tính hay nóng tính vậy đó. À chứ không phải hù vậy hả? Yeah. Rồi Hoàng Hồn đi nè. Trời ơi làm nhỏ thiệt. Nó im lặng luôn á, tưởng nó không phản ứng gì luôn thiệt, nó sợ thiệt, nó hết hồn thiệt á. Em Hoàng Hồn nữa chưa ạ? Em cần một xe em cần một xe cứu thương. Cần một xe cứu thương. Thôi nghỉ ngơi đi Hoàng Hồn đi ha. Chuyện tình yêu của em thế nào? Châu. Em thì em trải qua sương sương ba mối tình ạ. Ghi nhớ nhất là mối tình nào? Em nghĩ là ghi nhớ nhất là mối tình gần nhất ạ, là tại vì nó cũng kéo dài cũng được hơn 4 năm. À 4 năm cũng dạ. Sâu đậm ha. Dạ. Sao trường cấp 3 của em thì cứ mỗi Tết là sẽ có một cái tiệc của cuối năm. Em này thì không có phải là học sinh trong trường nhưng mà cũng có mua vé để tham dự cho vui vậy. Thì tụi em gặp nhau trong trường hợp đó, xong rồi đúng lúc đó là 14 tháng 2. Cho nên là cũng có tìm hiểu xong rồi cũng quen nhau luôn. Tụi em tự hiểu và tự xác nhận là mình là người yêu của nhau cho đến lúc chia tay luôn, chứ không có. Ồ, kỳ vậy. Chứ không có tỏ tình hay là em là bạn gái anh nha hay gì đấy là không có. Những cuộc hẹn thì sao? Anh này thì cũng ở, tức là anh chỉ có về quê ăn Tết thôi. Tụi em chỉ có FaceTime yêu xa chứ không có. Tại vì ủa, yêu xa luôn hả? Lúc đó em học lớp 11 cho nên là tụi em yêu xa cũng gần 2 năm. Anh đó đâu? Anh đó Quảng Trị à? Dạ, anh đó cùng quê ạ. Khi em vào học thì tụi em mới bắt đầu yêu gần. Rồi sao mà hai người xác định không yêu nhau nữa? Lý do gì? Em nghĩ là tại vì khi mà lớn lên thì em tiếp xúc nhiều môi trường khác nhau thì cái tính của em cũng sẽ có thay đổi một tí, với cả anh đó với em cũng khoảng cái tuổi tác cũng khá là lớn, cho nên là cái suy nghĩ nó cũng khá là chênh lệch nhau. Em thì muốn được bao bọc chở che một tí, muốn được nũng nịu một tí, nhưng mà anh thì hơi gọi là cứng, hơi lệnh một tí, kiểu là không phải là lúc nào cũng dỗ dành hay là lúc nào cũng kiểu muốn em phải tự lực tự dạ, làm rồi, không cho em dỗ dành. Hồi trước thì em cũng cứng rắn, tới giờ em kiểu như là yêu người lớn tuổi quá ấy, cho nên là mình cũng hiểu chuyện theo người ta luôn. Nhưng mà sau này thì tự dưng mình cảm thấy là khi mà mình ra ngoài mình đi làm hay là mình tiếp xúc với những môi trường khác thì mình cảm thấy là em cần được bao bọc nhiều hơn ấy. Cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng được 1 năm rồi ạ. 1 năm rồi. Dạ vâng. Giờ ngày hôm nay là mẫu hình người đàn ông lý tưởng em là gì? Em thì em không có cái gu nhất định, kiểu như là em nhìn là em có cảm xúc là được, tại vì nếu không có cảm xúc thì em cũng không có thể nào tới được. Nhưng mà khi yêu thì chắc chắn là phải kiểu quan tâm gia đình một tí, hiếu thảo với bố mẹ, tại vì em sẽ nhìn cách người ta cư xử với gia đình như thế nào. Xong rồi em mới thích người ta được, tại vì em cũng là một người yêu gia đình ấy. Cứ là công việc ổn định một tí để hai đứa không phải quá chật vật về cái vấn đề tiền bạc quá nhiều. Là thích đi phượt chung với em. Cho em làm nũng, gọi là em dỗi thì biết dỗ đấy, mượn bờ vai đồ. Dạ, hả? Em không thích sáu múi. Em thích sáu múi hả? Em thích là mềm mềm tí để em ôm bụng cho nó mập mập hả? Dạ. Mũm mĩm chút xíu hả? Cũng không hẳn là phải mũm mĩm, nhưng mà em sợ múi á, tức là con gái người ta sợ thích sáu múi nhưng mà dạ em sợ cơ bắp ạ. Em sợ bị uyến đấy. Bị uyến hả? Bị đến đấy, em sợ bị đến. Trời ơi, bé nó sợ bị uyến là gì? Bị gì? Bị uyến. À sao bị uyến hả? Không, ở đây hai chàng lâu trai lâu rồi mới nghe lại từ này á. Sợ bị uyến. Không có bụ phu đâu. Tướng là mong manh dễ vỡ lắm. Tại vì nếu mà có muối thì nhiều khi sẽ không thích ăn uống lung tung. Nhưng mà em là một người thích nấu ăn ý. Em thích mày mò món này món kia, cho nên là người ta phải không chịu khó ăn món ăn. Chịu khó ăn đồ của em nấu hàng ngày là được. Chỉ là những mối tình nó cũng đẹp cái thời kiểu như là mới hoa mới nở thôi. Đó. Thôi thế thì bây giờ chúng ta sẽ còn chần chừ nữa. Hôm nay là 4 bạn là không có người thân tới, thì hai chị em mình đại diện thôi. Mở cửa trái tim. Khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Dạ, cảm nhận đầu tiên của em là hai bạn đúng cái gu mà ưa nhìn của em là trắng. À trắng. Dạ. Yeah. Trắng. Mê nha. Mê nha. Dạ. Yeah. Mê vậy nha. Vậy là hai bạn đều cùng gu luôn. Dạ ưng. Khó quá. Còn em sao? Hơn mức tưởng tượng của mình. Hơn mức tưởng tượng của mình. Wow. Hai bạn luôn. Dạ. Dạ khó nha. Hôm nay khó cái bạn này. Không có quýnh nhau đâu nha. Rồi. Cảm giác của em sao nè? Em thì thấy là hai bạn là khá chỉnh chu, tươm tất cũng được ạ. À, hợp nhãn chưa? Có gì cảm xúc rồi ha? Dạ vâng. Còn em? Có muốn quýnh ai chưa? Không, có thấy ai như thế nào chưa? Cũng kiểu hơn mức tưởng tượng của em ạ. Tưởng tượng sao? Em đang run. À ha.
mở ra một cái ai cũng bất ngờ. Hồi hộp đúng không? Thế bây giờ mình sẽ cho các bạn, mấy này các bạn trẻ quá, cũng tình trường rồi cũng chưa có nhiều. Thật ra giờ hỏi mấy bạn quan điểm tình yêu rồi này kia nó cũng còn xa vời lắm. Quan điểm của các bạn ấy sẽ thay đổi theo thời gian. Bây giờ mình chơi trò chơi đi. Nó năng động đi nè. Trò chơi đi cho nó vui nha. Chứ nãy giờ mình ngồi giống như là chẹp ra xong nói chẹp hoài. Và trò chơi của chúng ta có tên là True or Dare, có nghĩa là thật hay là thách. Thật là phải thật nha. Còn không thì các bạn sẽ chọn thách. Chúng tôi sẽ thử thách các bạn, được chưa? Bây giờ em vẫn là người đầu tiên. Chàng trai ngồi ở ghế màu xanh, anh Tú. Bây giờ em chọn là thách hay là thật? Dạ thật đi ạ. Thật. Thích nói thật. True, thích sự chân thật. Bạn đã từng được người cùng giới tỏ tình không? Là khi nào? Em đã từng có những người cùng giới tỏ tình rồi ạ. Là dạ. Khi nào tỏ tình ra sao? Thường thì là vào năm nhất, năm 2, năm 3 đại học. Mỗi năm đều có. Dạ. Chà, phong phú quá ha. Dạ, chắc là năm nào do là hả? Em khá là nhẹ nhàng cho nên là thu hút các bạn cùng giới. Dạ. Ơi, cô gái ở ghế màu xanh, em chọn cái gì? Em chọn thật ạ. Thật luôn. Chà, bữa nay chương trình nhiều người thích thật dữ vậy ta. Thật. Đẹp trai nhưng không có tiền và giàu có nhưng không đẹp, bạn sẽ chọn ai? Hồi nãy em có chia sẻ rồi á, em gu em mà không phải đẹp trai, kiểu em cảm thấy không an toàn. Em thì thích kiểu an toàn hơn, cho nên là không đẹp nhưng mà có nhiều tiền ạ. Tiền nó sẽ rất an toàn ha. Thế còn em, mình thử thách cái câu nào? Thôi mọi người thật quá, em thách chọn thách đi. Thách đi. Trời ơi thách. Hồi nãy em nói là em có hay coi TikTok, đúng chưa? Thì hơi lo này. Là em sẽ rất là nắm những cái trend TikTok. Chị dốt dốt đây mà chị còn biết cái trend 2-3 con mực, đúng không? Bây giờ mời em hãy đứng ra mời một đối phương sẽ cùng em làm một đoạn nhạc trend TikTok 2-3 con mực. Xin mời. Em mời anh được không ạ? Em mời anh được không ạ? Mày mời đối phương, mời anh được không ạ? Mời một trong hai người một trong hai người. Ủa, dần dần em không biết nhảy cái điệu này nha. Cái gì vậy? Mời em đang nên rồi. Mời bạn nào? Cái gì trời ơi, cái gì đó. Vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Khó quá, phân vân quá anh ơi. Thì em thích ai? Cái gì vậy? Bây giờ mời ai đứng ra đây. Tôi mời người ta đứng ra. Mình có thể mời bạn nhảy với mình được không? Mình không biết nhảy, mình chỉ biết hát. Rồi, bầu điệu nhạc. Hai ba con mực, anh yêu em cực, ba chai tăng lực, yêu em căng cực, không cho em bực, yêu em liên tục, yêu em quanh năm. Trời ơi, tôi nói thiệt á, mấy bạn này tuổi trẻ mà còn thua tôi xa luôn á. Tại chắc bị đối diện với lại bạn nữ nên bạn ấy ngại. Cái tuổi trẻ của chị đối diện với trai đẹp không à em, mà chị vẫn lung linh em, mà chị vẫn rất là năng động và tích cực em à. Thử thách em gái đỏ chọn. Em sợ thử thách quá rồi ạ. Em nghĩ là em chọn sự thật ạ. Em chọn sự thật. Người thật hả? Bạn đã khóc vì chia tay người yêu chưa? Và bạn đã vượt qua nó như thế nào? Trời ơi, em mối tình nào em cũng khóc hết ạ. Em khóc hết nước mắt luôn ạ. Mối tình khóc nhiều nhất? Dạ đương nhiên là mối tình lâu năm nhất thì nó sẽ khóc nhiều nhất ạ. Bao nhiêu lâu ạ? Khóc trong 4 năm ạ. Ý là trong 4 năm yêu nhau là đã khóc rồi. Trong lúc chia tay cũng khóc nữa. Em làm cách nào em vượt qua được cái sự khóc lóc đó? Tức là em có đang stream ở một cái kênh, ở một cái app ở Việt Nam, cho nên là kiểu lúc đó là chị có thể là suốt ngày em lên stream em chơi với mọi người, xong rồi kiểu mình sẽ dành thời gian vào công việc thì mình sẽ không có nhớ gì đến cái việc chia tay đau buồn đó nữa. Sẽ lên em stream em nói chuyện với thời gian đó, em nói chuyện chia sẻ mọi người nhiều hơn. Hoặc là em có một hội có hai người bạn khá là thân thiết là đi nhậu với nhau ạ. Đi nhậu xong say là khóc một trận đã đời, xong rồi thôi ạ. Đôi em mấy lon à? Tính kết được không anh? Trời ơi, dữ nha, gu nặng nha. Hấp tình ha. Mấy con trai thì sao? Ví dụ như em thì sao Tú? Ví dụ như em muốn chia tay một cái mối tình thì em làm sao để em vượt qua cái giai đoạn đó? Dạ khóc nha. Khóc luôn hả? Khóc luôn. Dạ. Khóc nhiều nha. Không? Khóc sao? Ra khóc, nếu... khóc ràng rụa hay là khóc thúc thích hay là khóc tấm tức hay là khóc nước mắt chảy ngược vào trong? Thực ra là nếu mà trong một cái mối tình mà em có nhiều tình cảm với bạn đó thì chắc chắn là khi mà chia tay thì em cũng sẽ luyến tiếc về cái tình cảm đó, cho nên em cũng phần đó em sẽ khóc. Dạ. Khóc với bạn đó hay là khóc một mình? Dạ không, em sẽ khóc một mình nha. Tự mình tận hưởng cái cảm xúc đó thôi. Đó, tôi khoái cái từ tận hưởng cái nỗi đau. Cũng là một cái thú đó em à. Khóc bao lâu thì nó mới hết? Dạ thường thì trong đêm thôi ạ. Dạ tại vì sáng ngày hôm sau thì em sẽ giống như một người bình thường. Em làm những công việc hàng ngày của mình ấy. Dạ. Nhưng mà rồi đêm xuống khóc nữa không? Hay là mỗi người chỉ một đêm? Yêu càng nhiều thì khóc càng nhiều. Có nghĩa là có thể nhiều đêm. Nhưng mà chỉ là về đêm thôi, còn ngày là tươi tỉnh. Dạ. Hay. Thế còn em?
cũng có khóc, nhưng mà sẽ khóc mà kiểu như là sẽ không muốn cho ai biết là mình đang khóc. À, vậy là cái này là khóc không ra nước mắt. Có nghĩa là mình mặc dù là mình rất là buồn trong lòng, mình rất là đấy, nhưng mà sẽ nhìn khi mà người khác nhìn vào thì như kiểu nó không có chuyện gì xảy ra. Thì có nghĩa là khóc mà không có nước mắt. Đôi khi vẫn có. Vẫn có. Có thì người ta nhìn ta biết khóc rồi, vẫn có, nhưng mà lúc không có người. À, không có người thì mình khóc. Khóc chỗ không người chứ sao gọi là không ai biết mình khóc. Chú về toilet khóc đúng không? À, còn em gái? Em à, em thì cũng khóc à. Với lại em có một tật là nếu mà em stress hay là buồn gì đó em sẽ không ăn uống gì nổi. Không ăn uống? À. Dạ. Người em kiểu dễ tăng cân với dễ xuống cân đó chị. Em cũng vừa xuống được trong vòng một năm em xuống gần mười mấy ký. Ghê vậy đó hả? Lúc cao điểm em là nặng bao nhiêu ký? Dạ 56. Rồi bây giờ bao nhiêu? Dạ bây giờ 40. Tại vì tới lúc đó là kiểu không mình buồn rồi mình không ăn nổi, ép mình ăn rồi mình sẽ ói. Thường thường một mối tình vậy buồn khoảng bao lâu, nhịn ăn bao lâu là hết buồn? Cái mối tình mà em cảm thấy mà em đau khổ nhất là chắc cũng gần cả một năm em mới quên được. Vậy là gần một năm khó ăn khó ở trong người? Không, nếu mà khó ăn khó ở thì chắc vài tháng thôi, nhưng mà để mà quên hẳn được người ta thì chắc cỡ một năm. Có lẽ em nội tâm quá, hồi đó giờ em thất tình em có làm điều gì dại dột không? Dạ không, chưa. Chỉ mình chỉ buồn, mình chết trong tim. Chết trong tim một chút xíu thôi đúng không? Đúng. Chứ không có làm gì dại dột đúng sao không? Sao các bạn trẻ mà mấy bạn trẻ sao mà bi quan quá ha? Chết trong tim, trời ơi. Em hãy tỉnh mộng đi em. Bởi vì mối tình nào nó cũng đẹp, những mối tình sau nó còn đẹp hơn mối tình đầu. Có gì đâu mà chết trong tim. Tim nó chia ra 1000 ngăn nữa nghe em ơi. Nó chết ngăn này, nó bơm máu lên ngăn khác. Bây giờ thì các bạn cũng đã trò chuyện với nhau. Bây giờ trước khi chúng ta sẽ quyết định là chọn ai, có chọn ai hay không đó, thì chúng ta sẽ, chị Tường sẽ cho các bạn một cái cơ hội nữa để được tiếp xúc với nhau. Mời hai bạn trai lần lượt qua xin phép nắm tay từng bạn nữ. Mỗi người chỉ được 30 giây thôi. Mình muốn nói gì thì nói, còn không nói thì tùy. Mình có thể nói bằng ánh mắt, nói bằng trái tim, nói bằng luồng điện, hoặc nói bằng cái miệng. Mời em trai màu xanh, em luôn được ưu tiên. Cho mình cầm tay bạn chút xíu đi. Chà, tướng cũng cao ráo em. Nhìn đôi mắt khoảng 3 giây là được. Nắm hai tay luôn đi em, cho nó tình cảm. Nhìn vô mắt được. Em xin lỗi. Ngại ngùng mà. Nói gì mình không nghe. Em coi bên kia luôn nha. Rồi, qua bên kia đi cưng. Thằng bé thích đi lòn. Tay mình bị phong thấp ạ. Nhìn vô mắt được nha. Nhanh gọn lẹ quá ha. Dạ. Như là rồi em. Đó, xin phép đàng hoàng. Ơi vậy rồi à. Wow. Ủa cái gì vậy? Ủa, bạn nào em sợ? À? Bạn nào em sợ? Cái gì vậy? Rồi xong. Ủa không có nói gì chứ vậy? Em có nói gì không ạ? Có nói gì không? Bị mặt. Em có cần nắm tay anh không? Thôi cái này bỏ qua anh. À bỏ qua hả? Rồi bây giờ có chị thấy có quà này có muốn tặng ai không? Hay là kết thúc chương trình mới tặng? Thế để kết thúc chương trình đi ạ. Tại vì đúng không? Tại vì em có một món quà mà bây giờ có hai bạn thì không biết tặng ai cho nên là. Ừ mà không có quyết đoán vậy là coi chừng kết thúc chương trình là đem quà về đem quà về luôn, tự tặng cho mình luôn á nha. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Mỗi chiếc ghế có hai cái nút bấm. Màu xanh tương ứng với người ngồi vị trí màu xanh, màu đỏ tương ứng ngồi người ngồi vị trí màu đỏ. Sau những cái tiếng đếm của anh Đạt thì chúng ta sẽ thích người nào ngồi ở ghế màu nào, mình bấm cái nút màu đó, nhìn cho kỹ không thôi bấm lộn. Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1
Em mong là bạn trai em sẽ giỏi, nhưng mà đừng có áp đặt vào em ở phải như thế này như thế kia. Em muốn tìm một cái người em nghĩ là cũng năng động như em, xinh xắn, trắng trẻ một tí. Em thì em không có cái gu nhất định, cứ như là ở anh nhìn là em có cảm xúc là được. Về ngoại hình thì em nghĩ là ưa nhìn là được. Ưa là sao? Em cảm nhận là người này xinh, người này đẹp. Dạ, bấm mà. Hết thời gian. Hai chàng trai ba lắm. Rất là quyết liệt. Bấm đi à, là bấm, bấm, bấm. Ủa? Không phân thắng bại, nhưng cả hai đều bại. Sao em không bấm ai hết vậy? Em chưa có kiểu chưa có cảm xúc lắm ạ. Là hai bạn này không phải style, không phải gu của em. Em nghĩ nếu mà gu thì bạn người xinh thì có vẻ là nhịn hơn tí, nhưng mà tại vì bạn làm du lịch đấy. À, tại vì bạn làm du lịch nên là bạn xanh thì cái gu có nhịn hơn một tí, nhưng làm du lịch nên không có thích bầm. Còn em gái sao em cũng không chọn ai? Em cảm thấy chưa đủ rung động. Chưa đủ rung động, vậy sao hồi đầu là rung quá, hồi hộp quá? Rung đó là rung sợ, kiểu hồi hộp đó chị. Còn cái này là rung động tình cảm. Kính thưa quý vị, mặc dù hôm nay trai xinh gái đẹp không à, nhưng rất tiếc là không có một cặp đôi nào được kết nối tại chương trình. Món quà này giờ tính sao? Giờ có tặng không? Em rất là thích bạn bên ghế bắt đỏ. Em xin gửi tặng món quà. Rồi, mời tất cả các chàng trai chúng ta bước ra đây. Em có thể mở không ạ? Mở cho mọi người xem luôn đi. Còn chiếc lắc tay ạ. Em tháo ra coi. Bây giờ mới tặng ha. Nãy tặng sớm đi, rút ra. Em nghĩ là anh đeo cho em luôn là vừa. Anh đeo cho em luôn đó, là vừa. Hay quá, cơ hội tới luôn á trời. Mặc dù nó muộn màng nhưng mà kệ em. Mong là bạn sẽ cơ hội sẽ đến với bạn lần sau. Rồi, cầm tất ra hả? Cái gì đó. Oh, wow. Rút kinh nghiệm nha, các bạn trai đến tham gia chương trình, mình thích ai là mình cứ làm luôn ngay từ đầu đi. Như vậy là thất bại thuộc về hai chúng ta luôn. Hai chúng ta. Xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Chương trình dành tặng cho các bạn một phần quà là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Sweet Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Sweet Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Sweet Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cát Tường xin chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và chương trình ghép đôi thần tốc ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ được kết nối với 4 người tham gia chương trình. Và bây giờ các tường xin lần lượt xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ bạn trai đầu tiên hay ngồi ở ô cửa màu xanh. Rồi chào em trai ở cái ô cửa màu xanh, em đã thấy chị Tường chưa? Dạ em chào chị ạ, em thấy chị rồi chị. Và bây giờ thì xin mời bạn nữ ngồi ở ô cửa màu xanh. Em chào chị ạ. Rồi chào em luôn, dễ thương quá, thấy nhau luôn rồi nha. Bạn nữ ở ô cửa màu đỏ. Dạ em chào chị ạ. Một chàng trai nữa là chàng trai cuối cùng ở ô cửa màu đỏ, xin mời. Em chào chị Tường. Rồi chào em. Chị Tường chia sẻ luôn cho các em biết nha, mình quay online cũng như lúc mình đang quay hình trực tiếp ở sân khấu thôi. Thì chương trình tạm thời sẽ ghép đôi cho các bạn ở những cái ô cửa có cái màu sắc giống nhau. Đó là do là những cái điều mà các bạn đăng ký tham gia chương trình mình mong muốn như thế nào. Mỗi bạn tham gia chương trình ghép đôi thần tốc đều có được 2 cơ hội là mình có thể kết nối được với cả 2 người. Và mình có quyền lựa chọn một trong 2 người đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 4 video clip lần lượt giới thiệu 4 nhân vật tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Vẫn thường nói, nếu có duyên, những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau trên đường đời tấp nập. Hoặc nếu ông trời đã định nào của nhau thì chắc chắn sẽ thành đôi. Em cũng vậy, em tin rằng một nửa của mình đang ở đâu đó ngoài kia. Có chăng là do thành phố này đông đúc, tắc đường quá nên tình yêu đến chậm chút thôi. Chào anh, em là Như Quỳnh, cô gái 25 tuổi, đến từ Bắc Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em không phải là một cô gái mềm mại, dịu dàng như nước,
Em không hay nói những lời tình cảm lãng mạn. Em đơn giản, hay cười, độc lập và tự chủ trong cuộc sống. Em thích du lịch, khám phá những vùng đất xa xôi, thích thử thách bản thân với những điều mới lạ. Nếu anh đủ can đảm để yêu một người con gái thích làm một cơn gió tự do như em, thì hy vọng rằng trong những chuyến đi sắp tới của em sẽ có anh. Xin chào mọi người, mình tên là Lan Chi, hiện tại mình đang sinh sống tại Bến Tre, mình sinh năm 95. Công việc trước dịch của mình đó là huấn luyện viên gym, nhưng hiện tại thì tình hình dịch Covid nên mình tạm nghỉ, quyết định là mình trồng trọt và chăn nuôi tại nhà. Mình mời bạn tham quan khu vườn nhà mình và đàn gà của mình nha. Sở thích của mình đó là đi du lịch, nấu ăn. Và mình rất là yêu động vật, nhất là những con người dễ thương như nè. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hà Xuân Cường, năm nay mình 31 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Lâm Đồng đầy nắng và gió. Gia đình mình ở đây thì hiện có chăn nuôi bò sữa. Quanh nhà mình thì toàn trồng cỏ voi với lại có trồng bắp để nuôi bò không à. Hiện tại thì công việc của mình đang làm là thủ kho của Tôn Hoa Sen. Thường thường thì sau một ngày làm việc vất vả thì mình hay có thói quen là tập gym tại nhà với các bài tập đơn giản, ví dụ như là hít đất hoặc là tập tạ tay. Buổi tối mình thường hay nghe nhạc hoặc là xem phim. Đặc biệt là mình rất là thích đọc sách. Cuộc sống ở đây thì khá là yên bình, đặc biệt là khí hậu rất là dễ chịu. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Khánh. Mình là một người khá năng động, vui nhộn, rất thích hòa mình vào những cuộc vui hoặc là những bữa ăn uống nhẹ nhàng với người thân, bạn bè. Khi đó là nơi mình có thể chia sẻ tâm tư với họ. Đó cũng là những cái ưu điểm của bản thân. Công việc chính của mình là làm về leader về marketing, sự kiện cho chuỗi về nhà hàng và nightclub. Ngoài ra hiện tại mình còn làm thêm về mảng tài chính công nghệ. Chính vì những áp lực vì sự thành công sớm nên mỗi ngày mình luôn trao dồi thêm kiến thức cả về lý thuyết và thực tiễn trong mọi vấn đề và tình huống. Tuy nhiên đó cũng là khuyết điểm lớn của mình, khi có thể bỏ qua những sự quan tâm của những người xung quanh và nhất là rất hay quên khi việc chăm sóc bản thân. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones hai trong một, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng được xem qua hình ảnh của bốn nhân vật tham gia chương trình. Bây giờ tưởng đố các bạn nè, ai ngồi ở vị trí nào? Bạn nữ mặc áo vàng á, đố em đó. Em đoán là anh ở Lâm Đồng thì sẽ ở ô màu đỏ. Còn anh mà làm marketing thì sẽ ở ô màu xanh. Thế còn bạn gái mặc áo màu đỏ thì em đoán như thế nào? Dạ chị, em đoán ngược lại, là chị trai Lâm Đồng thì ở màu xanh, còn chị trai marketing thì ở màu đỏ. Chà, căng à nha, căng à nha. Các chàng trai của tôi giờ đoán làm sao đây? Bạn trai ở ô màu xanh, bạn đoán làm sao? Khi bạn ở ô màu đỏ là bạn làm ở phòng gym, còn bạn ở ô màu xanh là làm ở ngoài Bắc Giang. Rồi, còn bạn cuối cùng, bạn còn lại? Em đoán là bạn ô màu đỏ là Bến Tre, còn bạn ô màu xanh là ở ngoài Bắc Giang. Để xem coi, các bạn cứ từ từ khám phá nha, để coi mình đoán đúng hay không sai, vậy cho nó mới tò mò, nó mới hấp dẫn. Bây giờ chị xin mời bạn nữ ngồi ở ô cửa màu xanh, xin mời em hãy giới thiệu về mình một xíu, những cái điểm mạnh, điểm yếu của em. Rồi không biết là trong cái mùa dịch này thì cái cuộc sống như là sinh hoạt của em như thế nào. Em chào chị Tường và em chào tất cả mọi người. Thì đầu tiên em xin tự giới thiệu, em là Như Quỳnh. Trong cái thời điểm dịch này thì có lẽ em cảm thấy mình may mắn, vì thật ra em vẫn được làm việc ở nhà, sau đó thì có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân mình hơn. Vậy là giờ mình đoán, từ từ mình đoán nha, đoán biết là nãy mình đoán sai hay đoán trúng là giờ mình phát hiện rồi đó. Rồi mời em trai ở ghế màu xanh. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Khánh, mình 24 tuổi, mình đến từ Sài Gòn, quê quán ở Vũng Tàu. Nhưng mà mùa dịch này thì công việc của em nó có bị ảnh hưởng nhiều không? Dạ tất nhiên là có, tại vì cái đặc thù về cái nhà hàng và về ba club thì nó cũng đóng cửa hết mà.
Em đang làm thêm về mảng tài chính công nghệ mùa dịch này, cũng giúp mình kiếm được thu nhập ở mùa này. Cố gắng đợi hết Covid để cả nước có thể hoạt động lại và em có thể làm được công việc truyền thống của em thôi. Quốc Khánh, em nói 24 tuổi là em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 98 á chị. Năm 98 hả? Rồi Như Quỳnh là sinh năm bao nhiêu cơ? 96 chị ạ. Trời ơi, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1 nha. Thế Khánh, mình có ngại quen với bạn gái mà lớn tuổi hơn mình không? Nói chung là em cũng không ngại chị, chỉ cần có lý do thôi. Thế còn Quỳnh, mình có ngại yêu xa không Quỳnh? Chắc là cũng có chút chút chị ạ. Có chút chút ha. Đôi lúc mình cần cái gì nhõng nhẽo, không có bạn trai bên cạnh để dỗ dành, để gọi là ga lăng, rồi lo lắng cho mình ha. Rồi, bây giờ chúng ta đã tạm có một vài những thông tin về cái cặp đôi ngồi ở ô cửa màu xanh rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới cặp đôi ở ô cửa màu đỏ. Rồi, xin mời em gái giới thiệu nha. Dạ, em xin chào chị MC Cát Tường và chào tất cả mọi người. Em tên là Lan Chi, em sinh năm 95. Hiện tại thì em đang ở nhà trồng trọt và nuôi. Hồi nãy là cái chỗ nuôi vịt đó hả, là nhà mình luôn á hả cơm? Dạ đúng rồi, em nuôi khoảng 200 đến 300 con. Wow. Dạ, rất là gà non. Rồi hết dịch đó là bỏ gà lên chơi lên thành phố lại đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì ngoài bây giờ dưới quê, ngoài việc mà nuôi gà rồi tập gym rồi lúc rảnh rỗi nữa thì trong nhà em làm gì? Nấu ăn rồi mình làm mấy đồ handmade chị. Giống như là cái vàng chậu hoa treo tường nè. Mình làm từ gáp dừa với lại mấy cái cây cổ á, mình làm lại thành một cái dạng hoa treo tường. Bình thường mà lúc không có dịch đó, em ở trên thành phố là em ở quận mấy? Dạ em ở quận 7. Biết hỏi chi không, tính xin gì nào hết dịch dưới quê lên nhớ đem lên mấy cây đó tặng tôi mê cây cỏ dữ lắm. Okay, bây giờ thì... Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lời giới thiệu của bạn trai ở ô cửa màu đỏ, đó là bạn cuối cùng rồi ha. Em chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Hà Xuân Cường. Trước kia thì em có làm việc và ở dưới Sài Gòn khoảng tầm 7 năm. Tới năm 2018 thì cảm thấy nó không ổn cho nên là em về Lâm Đồng để xây dựng lại sự nghiệp. Rồi cái bò sữa hồi nãy là ai nuôi? Hiện tại thì bò sữa là ba mẹ em đang ở nhà nuôi ạ. Nhà em hiện tại thì đang được khoảng 17 con ạ. Hiện tại thì công việc của em là như thế nào? Hiện tại thì em đang làm quản lý kho hàng cho bên tập đoàn Tô Hoa Sen ạ. Dịch này vẫn làm hả em? Làm online hay là vẫn đi làm bình thường? Dạ, dịch này thì bọn em tập trung ra ngoài chi nhánh ăn, ngủ, ở và làm việc ở ngoài luôn. Trực tiếp tại chi nhánh là không được về nhà. Chúng ta sẽ giới thiệu một chút xíu về tình trường của mình nè, cũng như là cái mẫu người lý tưởng của mình nè. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ hỏi bạn Quốc Khánh trước. Quốc Khánh ơi, mình trải qua mấy mối tình rồi hả Khánh? Em thật ra là cũng trải qua cũng khá, cũng cỡ 3-4 người chị. Mối tình ấn tượng nhất đó thì chắc chắn là tình đầu của em rồi. Nó ấn tượng không phải là vì quen đầu tiên, mà nó ấn tượng là vì là kiểu như là quen nhau, xong rồi chia tay, xong rồi em với bạn đó quen cũng vài người, xong bắt đầu lại quen nhau lại. Không, như kiểu là gọi là luật hấp dẫn á. Cũng quen đi quen lại tầm 2 lần thôi. Thì bây giờ thì gần như là em với bạn đó gọi là chỉ làm bạn thôi. Ok, chị hiểu rồi. Quỳnh ơi, thế Quỳnh thì mình cũng đang ngồi ở ô cửa màu xanh ha, chị sẽ hỏi thông tin của hai bạn luôn. Thì Quỳnh này mình trải qua mấy mối tình rồi Quỳnh? Hơn ngày trước nhưng mà em chưa trải qua mối tình nào. Có lý do gì, nguyên nhân tại sao mà mình chưa có mối tình nào không? Chia sẻ với chị Tường với. Thật ra cuộc sống của em cũng bận rộn, bạn đi học, bạn đi làm, xong rồi xung quanh thì có gia đình, có bạn bè nên là lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Em không có nghĩ tới chuyện tình cảm yêu đương cho đến gần đây. Khi mà công việc bắt đầu đi vào ổn định rồi mới cảm thấy ok, mình cần tìm một nửa của mình để có thể hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái mẫu người có bạn trai là người như thế nào? Kiểu trong tình cảm thật ra thì em cũng hay, không biết là có phải mơ mộng một chút không ấy. Nhưng mà em muốn một người nào đấy mà cho em cái cảm giác thân thuộc, sẽ như là như bố mẹ em ở nhà ấy. Em muốn một người đàn ông nào có thể vừa giống như bố em mà rất là tình cảm, chăm lo cho gia đình, xong rồi thương vợ con. Còn mẹ em thì lại đảm đang, giỏi kinh tế. Thì em cũng muốn một người đàn ông nào đấy có những cái tính chất đấy để cho em được cảm thấy an toàn và gần gũi. Thế thì quay lại với chàng trai của mình là Quốc Khánh, mẫu người lý tưởng của em sao? Em cũng không có một mẫu người lý tưởng. Hợp suy nghĩ thì mình đến với nhau thôi. Nói chung là nếu mà họ có một vài điểm xấu thì cũng rất là bình thường mà. Thì ai cũng có điểm xấu. Hiện tại thì em cũng cố gắng để có thể phát triển được bản thân á.
Tại vì mình phải là một chỗ dựa vững chắc thì những người phụ nữ mà đến bên cạnh mình thì họ mới yên tâm á. Em có ngại yêu xa không? Em bình thường mà, tại vì thực ra là công việc của em thì lâu lâu nó cũng đi lại rất là nhiều. Thế là quê quán và họ hàng của em là vẫn ở ngoài Bắc hết. Chỉ có ba mẹ em là trong Nam lập nghiệp thôi. Bây giờ thì Lan Chi ơi, em hãy giới thiệu cho chương trình biết nha. Tình trường của em như thế nào? Dạ chị ơi, em trải qua cũng nói chung là cũng nhiều. Nhưng mà để về sau đậm thì chỉ có hai mối tình thôi. Đó là mối tình hồi đi học, đại học được một năm á chị. Rồi hai người yêu xa. Em thì học ở trên Sài Gòn, bạn đó ở Bến Tre, nên là hai tụi em về vấn đề khoảng cách địa lý á, nên là hai tụi em chia tay. Bạn đó đi lấy vợ. Rồi mối tình thứ hai là gần đây nhất, em với bạn đó quen cũng được 8 tháng mấy, nhưng mà bạn đó có người thứ ba nên là em chia tay bạn đó. Em phát hiện ra hay là ai nói em biết? Dạ em phát hiện ra chị. Giống như là con gái mình nó có linh tính á, khi mà người ta có sự thay đổi là mình bắt đầu mình sẽ biết ngay, mình để ý ngay là mình sẽ phát hiện ra. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ mẫu người bạn trai, bạn trai của em thì phải độc lập về tài chính trước cả, và biết suy nghĩ cho tương lai, chứ không phải là kiểu như là còn ham chơi thì em không thích lắm. Có cái tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Đối với em ngoại hình thì không có thành vấn đề, tại vì ngoại hình mình có thể thay đổi được. Em là huấn luyện viên khi mà, nên là muốn mập hay ốm gì là em về em huấn luyện hết. Cũng nghe được tiêu chí của em rồi ha. Thế bây giờ quay lại với bạn trai ở cung cửa màu đỏ nha. Cường ơi, mình kể về tình trường của mình đi Cường. Tình trường em thì chỉ có một mối tình chính thức thôi chị. Còn nữa thì có ba mối nhưng mà không có chính thức à. Ba mối mà không có chính thức là sao? Hai mối tình em đơn phương người khác ạ. Còn một mối thì em hai bên không có đến được với nhau ạ. Lý do tại sao không đến được với nhau? Em gặp bạn đó thì bạn đó đã có người yêu rồi. Trời đất ơi. Ủa vậy là có hai người có yêu nhau không? Dạ cũng có, nảy sinh tình cảm vậy, nhưng mà chỉ duy trì ở mức gọi là bạn bè thôi, chứ không có vượt quá gì. Dạ. Hai mối đơn phương. Và một mối thì anh mãi mãi là người đến sau. Rồi bây giờ mình nguyện vọng muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào nè, tiêu chuẩn như sao nè. Em thì cũng thích mẫu phụ nữ là biết nấu ăn, với lại quan tâm đến mọi người, với lại biết chăm sóc gia đình. Vậy cũng đơn giản ha. Bây giờ thì chị biết là các bạn cũng rất là tò mò rồi. Hồi nãy giờ là các bạn không có được nhìn thấy mặt nhau. Thế thì bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn cùng kết nối, và tất cả chúng ta sẽ nhìn thấy nhau và nói chuyện với nhau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mở cửa trái tim. Các bạn thấy nhau chưa? Dạ rồi chị. Ok chị. Em thấy rồi. Không biết là hiện tại cảm xúc của em như thế nào hả Cường? Dạ cảm xúc của em hiện tại cũng hơi hồi hộp chút chị. Em thấy thì bạn nữ màu đỏ thì nhìn có vẻ khá là cá tính. Bạn nữ bên màu xanh thì cảm giác là đầm tính hơn, có vẻ là dịu dàng. Rồi còn Khánh, cảm xúc của Khánh hiện tại như thế nào Khánh ơi? Cũng giống với anh Cường là thấy bạn màu đỏ thì nhìn hòa đồng với nhìn trong năng động. Còn bạn màu áo màu vàng thì đúng là người phụ nữ của gia đình luôn á, nhìn trông dịu dàng. Thế thì Như Quỳnh, cảm xúc của em hiện tại như thế nào khi nhìn thấy hai chàng trai của chương trình? Đầu tiên là thấy vui chị ạ. Thấy hai bạn rất là sáng sủa, đẹp trai. Khá là uy nhìn ạ. Với cả em hơi kiểu các bạn nhận xét về em là phụ nữ của gia đình với nhẹ nhàng thì chắc nó chỉ đúng một phần thôi chị. Sau hôm nay chắc mặc cái váy này đâm ra là nó hơi nhẹ nhàng xíu. Thấy thường em không được nhẹ nhàng. Ok, vậy một lát nữa mình trao đổi, mình cứ thể hiện để người ta có thể thấy rõ được cái tính cách của mình nha. Vậy thì còn Lan Chi, cảm nhận của em như thế nào ngay giờ phút này? Dạ, em chào tất cả các bạn. Thì em thấy hai bạn nam đẹp tí giống em. Mới bước đầu là em thấy hai bạn nam nhìn cũng đẹp trai, nhưng mà bạn áo trắng thì nên tăng cân xíu, tại vì bạn hơi ốm. Là bạn ở ô cửa màu đỏ đó phải không? Là nên ăn chút xíu phải không? Hơi ốm đúng không? Dạ, đúng. Anh ở ô cửa màu đỏ đó là anh Xuân Cường đó, anh nuôi bò sữa đó, cũng có thú chăn nuôi giống em đó.
Rồi, thế thì bây giờ để cho các bạn dễ trò chuyện với nhau nè, dễ hiểu được nhau nè, bây giờ chị Tường sẽ ra chủ đề của ngày hôm nay để rồi cả bốn chúng ta cùng nhau trao đổi nha. Nếu lấy chồng, bạn sẽ chọn người thế nào? Lương 5 triệu, biết chăm con, giúp đỡ vợ, hiền lành, sợ vợ. Lương 50 triệu, nhát việc nhà, gia trưởng, lười chăm con. Chà, cái này khó à nha. Tao nói cuộc đời không có gì là hoàn hảo hết, được cái này phải mất cái kia. Và cuộc đời nó có những lúc nó bắt ta phải lựa chọn rất là éo le. Lan Chi, em hãy nói quan điểm của mình trước cho chị Tường nghe, với mọi người cùng nghe nè. Dạ, em chọn là lương 50 triệu nhưng mà nhát việc nhà, gia trưởng và lười chăm con. Tôi thích cô này nè, lý do tại sao em lại chọn như vậy? Dạ, tại vì á, cuộc sống của mình á, thì phải bây giờ nó càng khó khăn với lại dịch bệnh nữa, nên là em nghĩ là lương nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn việc để mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm con phụ mình. Ngoài ra mình có thể có tiền để mình đi làm đẹp cho bản thân. Lương em ơi, vậy là em tưởng tượng đó, em ước mơ nó đẹp quá rồi. Em phải nên nhớ cái ông làm ra 50 triệu đó là cái ông đó rất là gia trưởng. Ông quan điểm của ông phụ nữ là phải ở nhà làm việc hả, chứ làm gì có cái vụ đưa cho em 50 triệu để em đi ra ngoài tung tăng làm đẹp. Cái người chồng gia trưởng là cái người chồng chỉ muốn vợ ở nhà chăm sóc cho con cái, quán xuyến việc nhà, chưa chắc ông cho tiền để mà mướn người giúp việc nữa nha em nha. Sao dạ vậy, nhưng mà em cũng chọn đáp án đó, lương 50 triệu. Em sẵn sàng ở nhà là làm việc nhà và chăm con đúng không? Dạ đúng rồi. Một cái quyết định rất là quyết liệt, rất là khẳng khái, có nghĩa là chấp nhận có thể cực khổ một chút xíu, bắt đầu bù tóc rối một chút xíu, nhưng mà trong túi có tiền, gia đình có tiền. Rồi, bạn Như Quỳnh, em thì lựa chọn như thế nào và cho chị biết tại sao em lại lựa chọn như vậy? Nếu mà để mà phải chọn ý, thì em sẽ chọn là người nào thương em. Ở đây chưa có nói tới vấn đề thương hay không thương, nhiều khi anh nào cũng thương hết trơn á, anh nào cũng thương vợ đó. Thì nếu mà một người lương 5 triệu, thế nhưng mà ở tương lai họ có thể có chí tiến thủ, họ sẽ kiếm được nhiều hơn, thì em sẽ chọn. Còn nếu mà lương 5 triệu, thế nhưng mà người ta lại có tư tưởng là an toàn, không chịu phấn đấu, rồi nghĩ như vậy là đủ, thì em sẽ không chọn. Còn với một người lương 50 triệu, người ta làm ra cần lấy tiền một tháng thì có nghĩa là người ta sẽ phải dành rất là nhiều thời gian cho công việc, sẽ không có thời gian để làm việc nhà, rồi cũng không có thời gian để chăm con. Vì không có thời gian nên mới dẫn đến cái lý do đấy thì em chấp nhận được. Còn nếu mà cậy là tôi làm ra tiền nên là những cái phần kia tôi không làm ấy, thì không thể chấp nhận được cái đoạn đấy á. Còn hai người đàn ông như nhau, người lương 5 triệu, người lương 50 triệu, thì em phải hiểu cái người 5 triệu là người ta không có ý chí tiến thủ rồi, người ta sợ vợ và chỉ ở nhà phục vụ vợ con. Còn cái người 50 triệu giống như em nói là đúng rồi đó, ta phải đầu bù tóc rối với công việc người ta mới ra được cái lương 50 triệu. Và như vậy thì người ta về đến nhà là người ta chỉ là công việc cá nhân, nghỉ ngơi hoặc là thư giãn, giải trí một chút xíu. Nó là như vậy, em chọn đi. Thế thì chắc là em sẽ chọn lương 5 triệu, thương vợ thương con, làm việc nhà. Tiền thì em có thể kiếm được, thế nhưng mà em muốn tự chủ trong cuộc sống của mình. Nếu mà sống với một người mà không thương mình mà lại còn gia trưởng như chị nói thì chắc là em không sống nổi á. Có nghĩa là em sẵn sàng, em nghĩ rằng là mình có thể có tạo ra được cái thu nhập hỗ trợ cho chồng mình, nếu chồng mình làm lương thấp hơn mình cũng không ngại. Nếu mà bắt buộc phải chọn thì em sẽ chọn như thế. Còn nếu mà okay, tự do để chọn thì chắc em phải vậy chị ạ. Ở vậy luôn, khỏi chọn ai hết không? Rồi, sao hai chàng trai của tôi ngày hôm nay sau khi nín khe nghe sự lựa chọn của hai cô gái thì bây giờ đến phiên hai anh phát biểu nè, hai anh thì có suy nghĩ như thế nào? Nói chung là cái câu hỏi đó cũng khó đó, tại vì cơ bản là em thấy là những người như vậy là chắc là không có trên đời đâu. Còn nếu mà gặp trường hợp thật sự mà phải chọn lựa giữa lương 5 triệu và như kia và lương 50 triệu và như này á, thì theo em thì em vẫn thích bạn nữ mà chọn lương 50 triệu hơn. Vì mình cứ thực tế đi, lương cao xong rồi về mình thay đổi người ta cũng được mà. Thật ra khó nhưng mà là có đó. Tụi em nói không có là không đúng đâu. Trên thực tế là có rất nhiều như vậy. Và cái người làm chủ kinh tế người ta chỉ muốn những người khác phải phục vụ mình thôi. Bản thân tại sao chị Tường phải ở một mình, chị Tường ế? Tại vì chị làm chủ kinh tế mà, chị làm ra tiền mà, cho nên chị cũng muốn cái người bạn trai của chị cũng phải phục tùng những cái suy nghĩ của chị. Cái người đàn ông đó của chị không có được can thiệp quá sâu vô những cái quyết định của chị. Cái những cái người chồng mà thành đạt cũng vậy đó tụi em. 50 triệu rồi đó là em thoải mái rồi,
Đó, thì em ở nhà đi, em đừng không cần phải đi làm. Em đi làm sao mà tôi đi làm rồi, em đi làm rồi con ai coi. Những cái quan điểm người ta gia trưởng là như vậy. Còn ngược lại, chị nói thẳng luôn, cái chàng trai mà đã 5 triệu mà đã ở nhà là đã không có chí cầu tiến rồi. Cái người vợ đó là cái người vợ đã nắm quyền rồi. Mà người vợ nắm quyền thì nó quay lại trường hợp giống như chị đúng không? Chứ 5 triệu giờ sao sống? Cuộc đời nó là như vậy, có rất nhiều luôn. Và khi mình không có chọn được cái người phù hợp thì ở vậy gọi là ế. Đấy, ế. Mình may mắn lắm mình mới gặp được một cái người cùng quan điểm để cùng yêu thương chăm sóc. Rồi, ý của Cường thì như thế nào? Bây giờ đồng ý là tiền rất là quan trọng. Nhưng mà không phải có tiền là có tất cả chị. Theo quan điểm như bạn chị nói á, thì em thấy là ảnh chỉ đi làm về xong rồi ảnh quăng cho chị, cho vợ một cục tiền đó. Còn tất cả các công việc ở trong gia đình là vợ là người làm hết. Cuộc sống như vậy á, thì đồng ý là có thể thời gian đầu á, thì mọi thứ nó sẽ bình thường. Nhưng mà về lâu về dài á, thì trong cuộc sống gia đình nó sẽ xảy ra nhiều cái mâu thuẫn. Tức là không phải là ăn kiếm tiền nhiều là có thể là gia đình nó sẽ êm ấm hoặc là nó được lâu dài. Còn mà bên vế của cái anh chàng mà làm lương 5 triệu một tháng mà biết phụ giúp chăm lo cho gia đình này kia, thì đồng ý là có thể là cuộc sống vật chất nó không được đầy đủ. Vợ là người kiểu người cầm cán và người gọi là người đưa ra quyết định chính ấy. Có thể là anh chồng thì anh phải kiểu hạ thấp mình chút. Nhưng mà em nghĩ là ở bên vế này thì cuộc hôn nhân, nếu mà nói về cuộc sống gia đình ấy, thì nó sẽ bền lâu hơn lại với lại cái anh mà bên 50 triệu. Tại vì bây giờ đâu phải có tiền là mình sẽ hạnh phúc được đâu. Cuộc sống nó cũng khó nói lắm. Nhiều khi mình nghĩ vậy nhưng mà trên thực tế nó không có giống như vậy. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ riêng của các bạn. À, tôi cũng mong muốn có chàng trai nào hơi chịu khó, chịu lép vế với tôi chút xíu thôi. Trời ơi, là sống chung với nhau là hạnh phúc rồi. Chứ bây giờ mình kiếm cái người đâu mà vừa đẹp trai, vừa thành đạt, vừa có tiền, vừa yêu thương mình nữa. Ở đâu ra? Không có đâu. Thế thì nãy giờ cũng lắng nghe nhau hết trơn rồi. Giờ chị Tường muốn các bạn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau một chút xíu nè. Em cũng muốn đặt câu hỏi cho bạn, hai bạn luôn ạ. Em ở Lâm Đồng chẳng hạn, ví dụ hai bạn ở, một bạn ở Sài Gòn với một bạn ở ngoài Hà Nội á, thì ví dụ như là hai bên mà đến được với nhau á, thì hai bạn có chấp nhận là ví dụ mình về Lâm Đồng làm dâu? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì em cũng muốn hỏi lại bạn là ví dụ như là nhà gái có đủ điều kiện để mời bạn nam sống chung với gia đình vợ luôn thì bạn nam suy nghĩ như thế nào? Ở chỗ gia đình vợ thì đủ điều kiện để cho mình lập nghiệp luôn á. Cái đó thì theo anh nghĩ thì nó tùy thôi. Ví dụ như gia đình anh hiện tại thì nói chung là điều kiện cũng khá là đầy đủ, cũng không thiếu gì hết. Và gia đình bên đó cũng điều kiện cũng đầy đủ, không thiếu gì hết. Thì kiểu hai bên mà đến được với nhau hoặc là muốn tiến xa hơn á, thì chắc lúc đó sẽ thảo luận lại. Mình có thể thảo luận đưa ra một cái phương án mà hợp lý nhất. Thì nếu như là hai người yêu nhau thì nói chung sẽ tìm ra cách để mình có thể ổn thỏa hai bên hai, cái đó là, nhưng mà trước mắt thì hai người phải yêu nhau đã. Thôi được rồi, nhiêu đó là để hiểu cái suy nghĩ cũng như là cái quan điểm sống của các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cái gì cho nó vui vẻ lên một xíu nè. Đó, để mà chúng ta bắt đầu đi đến cái phần quyết định chọn lựa. Bây giờ mình có quà tặng dành cho nhau đi. Chi? Em có thể hát tặng. Nền như mùa tô không phải thương sát theo hôn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mình bao tiết nuôi trái tim. Và ta nhặt lại từng cây thành dưới. Em vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã mất dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi qua mỗi tình. Dạ em xin hết ạ. Hey. Còn Quỳnh ơi, mình tặng một món quà gì cho chương trình đi nè. Thật ra thì em không có năng khiếu về mấy khoản này lắm,
Chi hát hay quá. Và chắc là em cũng sẽ tặng mọi người một đoạn nhỏ thôi trong bài hát mà em yêu thích. Okay. Thì bài hát này cũng nói okay. về một cái kiểu như là mỗi người đàn ông mà em sẽ chọn ấy, kiểu người em thích trong bài Like My Father của Jack. I need a man who patient and kind, get out of the car and hold the door. We wanna dance in living room light, waiting a sunny for mango. Always someone who make me feel young. I need a man who loves me long. My father loves my mom. Wow, dễ thương. Rồi hai bạn trai tôi đơ hình rồi phải không? Hai bạn nữ cũng rất là tuyệt vời ạ. Hát bạn nào hát cũng hay hết ạ. Bạn nào cũng xinh hết. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái phần 3 của chương trình với tên gọi là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ có biểu tượng trái tim màu xanh, trái tim màu đỏ và cái biểu tượng mặt cười. Sau 5 giây các bạn đưa ra cái quyết định của mình. Nếu mình muốn hẹn hò đối phương ở cái ô cửa màu nào thì mình sẽ đưa cái trái tim màu đó lên. Nếu như các bạn cảm thấy là hôm nay chưa tìm được một tiếng nói chung với ai đó hết thì mình có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Đó là quyền của các bạn. Bây giờ Tường muốn kiểm tra lại là các bạn đã có đủ 3 cái biểu tượng này trước mặt mình chưa? Dạ rồi chị. Ok. Em có đủ rồi chị. Các bạn sẽ nhắm mắt lại. Sau 5 tiếng đếm 5 giây của chị Tường thì các bạn cùng đồng loạt đưa cái biểu tượng của mình lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Xin mời cả 4 bạn nhắm mắt lại. 1 2 Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình và đưa ra sự quyết định cho đúng đắn. 4 Không biết là có phải mơ mộng một chút không ấy, nhưng mà em muốn một người nào đấy mà cho em cái cảm giác thân thuộc. Và 5 Em muốn một người đàn ông nào có thể vừa giống như bố em mà rất là tình cảm, chăm lo cho gia đình, xong rồi thương vợ con. Hợp suy nghĩ thì mình đến với nhau thôi. Em nghĩ là luôn nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn chị cái mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, chứ lại chăm con phụ mình. Tại vì bây giờ đâu phải có tiền là mình sẽ hạnh phúc được đâu. Xin mời biểu tượng của cả 4 bạn. Cười, còn bên đây mặt cười luôn hả? Ôi trời ơi, sao ngày hôm nay các bạn cười nhiều vậy? Chỉ có bạn Quốc Khánh là đưa trái tim màu đỏ mà thôi. Như vậy có nghĩa là 3 bạn còn lại chưa có cảm thấy rung động hoặc là chưa có cảm thấy tìm được tiếng nói chung với bất kỳ ai ở trong chương trình hết. Lan Chi, tại sao mà em không chọn được chàng trai nào trong chương trình ngày hôm nay? Dạ, như là em đã chia sẻ ngay từ đầu là em không thích yêu xa, em nghĩ là mình làm bạn sẽ tốt hơn. Nhưng mà em mai mốt hết dịch thì em cũng lên thành phố mà, thì sao em không chọn anh Quốc Khánh? Bạn Quốc Khánh thì bạn cũng rất là tốt, nhưng mà về cái quan điểm thì nó không có đồng điệu với em lắm, nên là em chưa có cảm xúc cho lắm nên là em không chọn. Em là một cô gái rất là thẳng thắn và rất là mạnh mẽ. Còn Quỳnh thì sao? Hồi nãy giờ ai cũng là khen em hết trơn á, mà chị tưởng đâu thể nào em cũng sẽ chọn được một trong hai anh, sao cuối cùng em cũng không chọn anh nào vậy Quỳnh? Với em thì khoảng cách hay là độ tuổi thì nó cũng không hẳn là một lý do quan trọng ấy, mà quan trọng là thời điểm hiện tại em không cảm nhận được cái sự muốn tìm hiểu của hai bạn ấy đến với em ấy. Em quyết định là cười với cả hai bạn thôi ạ. Thế còn Khánh ơi, khi mà Khánh đưa trái tim ra, chọn Khánh là người duy nhất đưa trái tim màu đỏ, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng không có được kết đôi với nhau, thì không biết là Khánh suy nghĩ như thế nào? Thực ra là trong hai bạn thì nói chung là kiểu gì thì em cũng sẽ chọn một trong hai bạn, là tại vì em cũng không có khái niệm là có cái mặt cười nữa. Thì em thấy bạn áo đỏ thì được hơn thì em chọn bạn áo đỏ thôi. Thế còn Cường là như thế nào Cường? Em có suy nghĩ gì trong lúc này? Hai bạn nữ thì cũng đều, bạn nào cũng đều tốt hết ạ. Nhưng mà em nghĩ khoảng cách nó hơi xa, cho nên là em cũng hơi ngại cái chuyện đó một chút ạ. Tường cũng rất là tiếc, ngày hôm nay Tường cũng cố gắng hết sức. Tại vì nhìn cái giao diện bên ngoài thì các bạn đều là trẻ, năng động, đều xinh đẹp như nhau hết. Nhưng mà
chỉ một ít thời gian không đủ để chúng ta hiểu được và cảm nhận được nhau. Cũng xin chúc cho bốn bạn sẽ tìm được cái duyên của mình, sớm tìm được một nửa yêu thương nha. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình, có một chút tiếc nuối trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Nhưng mà không sao cả. Và đến với chương trình ghép đôi thần tốc thì dù các cặp đôi không có thành công, các bạn ấy không hẹn hò với nhau, nhưng mà nhãn hàng John một giặt hai trong một, giặt và xả tất cả trong một, cũng sẽ dành tặng cho mỗi người tham gia chương trình mỗi người là một năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 quý vị nha. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCD Media. Mọi người hãy tải ứng dụng Netlove để được theo dõi chương trình một cách nhanh nhất quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ cho chương trình, giúp cho các bạn ở mọi miền có thể kết nối được với nhau trong chương trình. Xin cảm ơn và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Tôi xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý, chương trình với sự tài trợ của bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Và ngày hôm nay thì có một mình tôi thôi ạ, tôi sẽ làm một trách nhiệm mai mối cho bốn nhân vật xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Như thường lệ chúng ta vẫn có hai chàng trai, một xanh một đỏ, hai cô gái một đỏ một xanh. Bây giờ thì xin mời kỹ thuật cho chị Tường kết nối với bạn nam đầu tiên ở ô màu xanh. Hello, chào bạn trai. Dạ vâng, em chào chị Cát Tường ạ. Đợi nha, chị sẽ kết nối với những bạn còn lại luôn rồi mình mới bắt đầu câu chuyện nha. Và bây giờ thì cho Tường kết nối với bạn nữ ở ô màu xanh luôn ạ. Chào em gái. Hello, em chào chị ạ. Chúng ta sẽ đến với chàng trai ở ô màu đỏ. Em chào chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Chào chị Cát Tường ạ. Và bây giờ nhân vật cuối cùng đó chính là bạn nữ ở ô màu đỏ. Chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người đang xem truyền hình ạ. Ok, chào em. Kính thưa quý vị, như vậy là bây giờ trên màn hình của chúng ta, trên sân khấu của chúng ta đã có đủ bốn nhân vật ngày hôm nay, một cặp màu xanh và một cặp màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nhân vật một quý vị nha. Trước tiên cho các Tường xin được kết nối với bạn nam ở ô cửa màu xanh. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau theo dõi một đoạn clip giới thiệu về anh chàng ấy. Các bạn ấy chỉ được nghe thôi chứ các bạn ấy không có thấy được hình nhau đâu nha. Chỉ có các Tường với quý vị khán giả là mình được xem thôi. Em là Vương Sĩ Mạnh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em vẫn đang còn độc thân. Công việc của em hiện tại là làm nhân viên văn phòng. Em thì đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đây là khuôn viên nhà mình nhé. Nhà mình thì có 4 tầng. Đây là phòng bếp nhà mình luôn. Phòng bếp, phòng nấu ăn nhà mình luôn. Thì nó có hơi bừa bộn một chút. Cái phòng ngủ của mình thì nó ở trên tầng 3. Đây là cái phòng ngủ của mình. Trước đây thì mình có đi Nhật Bản ấy. Mình decor cái phòng thì nó mang xu hướng Nhật Bản một chút. Cái giường ngủ của mình thì không có cái giường, mà là mình ngủ tận đất luôn. 4 năm ở bên Nhật thì mình cũng quen, thì mình không thích ngủ giường. Rất là nhiều cây ăn quả. Đó, cây hồng xiêm này, chuối này, bưởi này, nhãn này, xoài này. Không gian quá đẹp, quá thiên nhiên. À, dưới nhà mình thì khá là rộng, đằng bên này cũng là đất của nhà mình hết. Từ cái điểm tay mình chỉ ở đây này, đấy, kéo dài hết đất nhà mình. Cái này thì mình cũng không biết là khoảng bao nhiêu mét vuông. Nói chung là về sau thì chắc là cũng là của anh em mình thôi. Mình đi Nhật là đi du học hả em hay đi làm? Dạ vâng ạ, thì em học xong cấp 3 thì em sang du học bên đấy ạ. Rồi học xong tại sao mình không có tìm được công việc ở bên đó hả em, rồi mình về lại hả em? Vì là em không có học đại học ấy, bằng đại học ấy thì mình có thể chuyển đổi cái từ mình đi học mình chuyển đổi sang cái công việc mình làm bên đấy được ạ. Thì em không chuyển đổi vì là không có bằng cấp đại học ấy, thì em mới về ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt John 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Trong mùa dịch bệnh này thì công việc của em như thế nào? Hiện tại thì em đang ở nhà thôi ạ. Em mới về nước được một thời gian ấy. Thì hiện tại thì em vừa song song vừa đi làm và em còn học thêm tiếng Hàn nữa. Thì em muốn sang bên đấy làm việc một thời gian ấy ạ. Hiện tại thì do tình hình dịch bệnh này thì em đang bị hoãn đấy.
công nhận ha, các bạn trẻ bây giờ có ý chí thiệt, đi Nhật về xong bây giờ lại tiếp tục như hàng nữa. Rồi, ok, cảm ơn em. Đó là một vài những cái thông tin sơ bộ của chàng Mạnh nhá. Mấy em nghe rõ nha. Vừa rồi là chúng ta nghe những chia sẻ của bạn Mạnh. Bạn Mạnh đang ngồi ở ô cửa màu xanh nè. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái đoạn video clip giới thiệu về cô gái đang ở vị trí màu xanh luôn. Xin chào mọi người. Thì em tên là Trần Thị Hiếu Kiêng, năm nay em 22 tuổi, mọi người thường hay gọi em với nickname là Rùa. Em đang học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, ngành sư phạm âm nhạc. Em thì có điểm mạnh là đó chính là hát, và đánh đàn thì cũng biết một chút, và nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì hơi hậu đậu, với cả hơi hay quên chút. Mẫu bạn trai mà em mong muốn thì cũng không cần phải quá là giỏi giang hay là đẹp trai thật là nhiều, nhưng mà em chỉ mong rằng là có một người có thể thấu hiểu mình, có thể lắng nghe những lời mình nói, có thể biết thay đổi nếu mà bản thân mắc phải sai lầm. Trời ơi, dễ thương quá. Mùa dịch này thì công việc của em như thế nào? Dạ, em thì vẫn đang đi học, còn việc làm thêm thì em làm livestream. Một ngày của em trong cái mùa dịch này là như thế nào? Em kể sơ lược cho chị Từ nghe với. Dạ, thì em cũng chỉ ở nhà rồi livestream rồi tập thể dục thôi chị ạ. À, có livestream, có tập thể dục. Đúng rồi quý vị, tập thể dục rất là tốt cho sức khỏe, để mình nâng cao cái sức đề kháng cho bản thân mình, để có thể vượt qua dịch bệnh quý vị nha. Hiện tại là em đang sống ở đâu? Hình như là cũng ở ngoài Hà Nội luôn phải không? Dạ không ạ, em là đang học và sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cụ thể cái trường mình đang học là trường gì á em? Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ạ. Quê mình là cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả Kiên? Em ở Quảng Ninh ạ. Em thì vào Sài Gòn một mình. Chúng ta đã có được một cặp đôi ở vị trí màu xanh rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chàng trai ở ô cửa màu đỏ. Em tên là Hà. Nhà em ở tận Hà Thành không xa. Công việc không gì là lạ, phụ bếp khách sạn và tư vấn viên. Tài lẻ thì có cách liền, chỉ có một ít thì điền mà luôn. Thứ nhất, thích giải mã nguồn. Thứ hai là buồn và ngồi hát ca. Thứ ba lại thích chơi xa. Thứ tư thì thích nấu ba bữa liền. Thứ năm thì nghiền tập võ. Lớn giờ thì nghiền tập gym. Thứ sáu thích chìm trong tim một tình yêu đẹp không kìm được ngay. Mong ngóng chương trình đến mau, tìm hộ cô gái làm nhau cười hoài. Đây là phòng bếp mà dân biết nhỉ, nghiêm ngả lại có đầy đủ các thứ. Đây là chiếc xe tập hàng ngày của em. Là máy tập tạ tập gym. Ngày nào cũng phải cố gắng tập trong 2 tiếng. Không gian phòng em không có gì cầu kỳ, chỉ có chiếc giường, bàn và phòng tập. Dạ vâng, xin hết. Xin hết. Chào em trai. Hồi nãy em giới thiệu mình là tên gì? Chị nghe chưa có rõ. Tên Hà đúng không? Em tên là Hà. Trong cái đoạn giới thiệu của em đó, cái mục số 2 chị nghe cái gì mà có giải mã nguồn, là giải mã nguồn gì? Là em hay xem phim hình sự của Hồng Kông ấy. Em thích đi giải mã để tìm ra kẻ trộm trước khi mà có phim ấy. Trời đất ơi, tôi tưởng ổng làm gì về điện, về đồ. Nhưng mà giỏi nha. Trong mùa dịch này mà một ngày mà 2 tiếng đồng hồ tập thể dục ở trong nhà luôn là quá ok. Mình có khuyết điểm gì không nè? Khuyết điểm của em thì là không ngồi một chỗ yên được. Em cũng hơi lợi sợ một tí. Rồi mùa dịch này thì sao? Công việc của em như thế nào? Trong mùa dịch này của em thì em chỉ làm ở khách sạn thôi. Em nấu nướng thôi. Bất động sản của em thì không ra ngoài đường được. Không ra là cũng tạm ngừng. Mà em làm ở khách sạn là em làm khâu nào? Em làm phụ bếp. Rồi sau này về nhà có sẵn sàng hỗ trợ vợ trong chuyện bếp núc không? Có nấu những món ăn ngon cho vợ con mình ăn không? Em nghĩ là sau này em làm chính hay về bếp phụ. Trong khách sạn thì mình làm bếp phụ ha. Còn về nhà mình là mình làm bếp chính ha. Ủa vậy rồi vợ mình làm gì? Cô ấy sẽ làm chỗ khác, ăn con hoặc là rửa bát rồi. Hoặc là có khi chỉ chơi thôi. Nhớ nha, cái này em nói nha Hà. Vợ mình là chỉ chơi thôi, là em nói nha. Chị Từ làm chứng nha. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 29 tuổi. Hà là đang sống ở Hà Nội luôn và mình là người gốc Hà Nội luôn hay sao? Em là người gốc Hà Nội, em cũng có quê ở Hà Tây. Mình đang ở trong nhà là nhà ở với ai vậy? Em ở nhà với mẹ em, nhà riêng mẹ của em con. Luôn. Ủa vậy thì ba đâu? Bố em thì mất rồi. Có hai mẹ con thôi hả? Em chỉ cần cô dâu là người thứ ba luôn. Qua giờ cần cô dâu thôi đúng không? Em có anh chị em gì không á? Em chỉ có một mình em. Để xem hôm nay coi là các cô gái của chúng tôi có sẵn sàng làm dâu hay không nhé. Chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nha. Và bây giờ cuối cùng là bạn nữ ở ô cửa màu đỏ. Xin chào tất cả mọi người. Em xin được tự giới thiệu, em là Anh Thơ. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em người Hà Tĩnh nhá.
Và sau đây thì xin được gửi đến mọi người một vài câu hát. Theo em về Hà Tĩnh đi anh, tuy có xa chứ anh sẽ nhớ. Nghe mênh mang thiên cầm mềm sóng vỗ, giang tay trao cửa sổn reo vui. Đi bên nhau ra xuân thành xuân hài xuân sao. Trời ơi, mấy chàng trai tôi có nghe giọng hát không? Hát hay quá. Hát hay quá, ngọt liệm luôn. Là em đang sống một mình ạ. Em hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ. Thơ giới thiệu một xíu về mình đi, những điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè Thơ nè. Điểm mạnh của em thì em là một cô gái cái tính hòa đồng, có thể hát và rất là thích nấu ăn ạ. Còn điểm yếu của em thì chắc là em hay ngủ nướng, với cả là hơi khó tính một chút. Khó tính là như thế nào? Thực ra thì cũng thi thoảng thôi ạ, trong một vài vấn đề gì đấy ạ. Trong mùa dịch này thì công việc của em như thế nào? Thực ra thì công việc của em thì đi diễn thì bị gián đoạn tầm 2 tháng nay rồi. Công việc chính của em là livestream trên những app. Cả ngày của em thì ở nhà nấu ăn, tập thể dục và livestream ạ. Nó nghe nè hai chàng trai, mình cố gắng nha, mình lắng nghe để mà mình phân tích. Với lại là mình phải coi chừng lộn giữa hai cô gái, nó có rất là nhiều điểm giống nhau. Hôm nay làm như trùng hợp nha, tự nhiên chương trình chọn cho chúng ta hai cô gái đều là đang học và đang làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, đều là âm nhạc. Một cô thì ở thành phố Hồ Chí Minh, một cô thì ở Hà Nội. Cho nên hai chàng trai của chúng tôi, anh Mạnh và anh Hà, hãy cố gắng nha. Phải cố gắng thể hiện bản thân chứ, hai cô gái của tôi hôm nay rất là tuyệt vời. Nói vậy cho mấy anh tò mò chơi, mấy anh chưa thấy gì hết trơn á. Bây giờ chị sẽ ưu tiên hỏi cặp đôi màu đỏ trước nha. Hà đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì em trải qua 3 mối tình rồi. Những cái mối tình đấy thì phần lớn là em yêu nhiều hơn là bạn yêu. Cụ thể nó như thế nào? Cái mối tình đầu của em nó kéo dài được bao lâu? Rồi lý do tại sao mình lại chia tay? Cái mối tình đầu của em là hồi lớp 6, kéo dài khoảng 2 năm. Đến khi mà em chuyển lớp thì bạn ấy bắt đầu yêu một bạn. Tuổi học trò ngây ngô. Em nghĩ bao giờ em không có chuyển qua lớp khác thì chị nghĩ cũng chia tay chứ, làm sao mà từ lớp 6 mà tới luôn giờ được. Mối tình thứ hai? Mà mối tình thứ hai của em thì mới đây thôi, cũng yêu một cô gái trên upline ấy. Nhưng mà có vẻ là tò mò, đâm ra là em cũng bỏ sớm. Bỏ là sao? Bạn ấy bảo em hơi nhiều tiền, đâm ra em nhắn tin chia tay thì bạn ấy lật mặt luôn. Bảo em hơi nhiều tiền, vậy là em cũng có để cho người ta bào phải không? Bào một hồi rồi mới biết mình đang bị bào rồi mới ngưng đúng không? Vâng, em cũng tỉnh, may mà tỉnh sớm. Cái nghề cô ấy là làm hát hò ấy, thì em kiểu như là bị thu hút bởi cái giọng hát của cô ấy. Chết rồi, bữa nay hai cô gái của tôi cũng đều hát hay nha. Nhưng mà đừng có mà đạp vỏ dưa mà thấy vỏ dừa cũng sợ nha. Mỗi người mỗi khác nhau nha. Vâng. Rồi mối tình thứ ba thì sao nè? Mối tình thứ ba của em thì là cũng mới gần đây. Em cũng dẫn đi ăn, đi uống, nhưng mà chắc là em hơi vội vã quá, đâm ra là bạn ấy không thích nữa. Bạn ấy sợ đây là bạn ấy nhắn tin chia tay luôn. Ủa em làm gì cổ mà cổ sợ? Em hơi vội vàng. Yêu thì yêu nên từ từ thôi, mình hơi đâm sầm vào người ta quá. Mình cũng phải rút kinh nghiệm ha. Dục tốc là bất đạt. Và em muốn lập gia đình chưa? Bây giờ nếu mà một cái mối tình nữa thì em mong muốn là tìm hiểu bao lâu thì mình sẽ lập gia đình? Hợp tình hợp lý thì tìm hiểu tầm khoảng 2 năm là cưới luôn được. Ok. Có làm dâu không hay là hai vợ chồng ở riêng? Sẽ làm dâu khoảng một thời gian, sau đó nếu mà mẹ em thích về quê thì em có thể đưa mẹ em về quê sống được. Mong muốn em muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Em thì chỉ cần một cô gái cao hơn em một chút cũng được, hoặc không thì nhỏ nhỏ một tí bằng chiều cao của em, dịu dàng. Em ít cao là em cao 68, mét 68. Rồi em muốn bạn gái cao cỡ nhiều? Mét 70. Cái gì vậy? Mình mét 68 mà muốn bạn gái cao mét 70. Rồi người ta đi, người ta mang đôi giày lên 5 phân thành mét 75. Mà con gái nó còn cao lém nữa, trong khi em mét 68 mà em lùn hơn ta là sao? Em thích cái kiểu đấy. Gu này lạ nha, gu này lạ nha quý vị. Bây giờ chị sẽ hỏi luôn anh Thơ đang ở vị trí màu đỏ luôn. Thơ ơi, không biết là nghe cái tiêu chí chọn vợ của anh Hà thì em có suy nghĩ gì không? Em cũng có suy nghĩ một chút ạ. Anh cũng khá thẳng tính, chia sẻ cũng rất là kỹ. Em cảm giác là anh đang hơi nghĩ cho bản thân đó. Em cũng giống anh thì em cũng trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất của em lúc em học lớp 8, mối
tình này dừng lại chỉ đơn giản là vì em lúc đấy em hơi chạy bảng học hành tí. Bạn nam thì bạn quyết định là sẽ chuyển ra một trường khác học để em có thể chuyên tâm hơn, thì lúc đấy thì hai người chia tay nhau. Mối tình thứ hai của em thì cũng là lúc mà em vừa ra ngoài đại học. Mối tình đấy cũng kéo dài hơn 2 năm ạ. Chắc là do em yêu quá nhiều nên người ta nghĩ là em luôn ở đấy, dẫn đến cái kiểu là không trân trọng em. Còn mối tình thứ ba thì chắc cách đây khoảng nửa năm ạ, cũng được khoảng 2 tháng thôi, thì em cảm thấy là không hợp rồi, chia tay trong im lặng ạ. Em mong muốn một người yêu thương mình, dành tình cảm chân thật cho mình, bao dung hiểu cho nhau. Bởi vì ngành nghề của em thì em làm theo nghệ thuật, công việc của em thì có thể là đi diễn rồi đi sớm về khuya ấy ạ. Cũng mong muốn một người thông cảm và thấu hiểu cho em và yêu thương em, yêu thương gia đình em. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cao hơn em. Em thì cũng bé nhỏ thôi, em cao 1m52 thôi ạ. Nhưng mà em không thích người nói nhiều. Có điều gì mà em ghét nhất ở người đàn ông nữa ngoài cái chuyện nói nhiều ra? Có lẽ là một người quá gia trưởng ạ. Rồi, cảm ơn em, đó là những chia sẻ của anh Thơ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến luôn với các bạn đang ở ô cửa màu xanh. Tình trường của Kiên như thế nào nè? Em cũng trải qua 3 mối tình, cũng là một. Trời ơi, sao bữa nay ai qua mối tình hết trường vậy? Cũng là do em lên Sài Gòn rồi, cũng nhiều chuyện rồi không thể quen nhau được tiếp. Mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm, hai đứa cùng hoạt động nghệ thuật đó thì cũng đi hát, cũng có nhiều vấn đề xảy ra rồi người ta kiểu cắm sừng mình để theo một người khác. Lúc đó là ở thành phố Hồ Chí Minh hả em? Dạ vâng, tụi em cũng không có công khai á, nên là khi mà người ta làm như vậy với mình cũng không biết sao, mình cũng không có cái quyền gì để nói. Nhưng mà tại sao yêu nhau mà không công khai? Tại vì người ta học thanh nhạc ấy, chị cũng cần phải đi show, nên là nếu mà công khai thì cũng khó cho người ta làm việc ấy. Thật ra là tại chưa yêu nhau đủ thôi, chứ còn người ta yêu là người ta muốn tung tăng với người bạn gái của mình, với người yêu của mình, chứ công việc là công việc mà yêu nhau là yêu nhau, cái đó là tại chưa yêu nhau đủ nên mới như vậy đó. Mối tình thứ ba. Dạ, mối tình thứ ba là em cũng quen bạn trai qua app làm việc của em. Cũng quen được mấy tháng thì em mới phát hiện ra là người ta tặng quà cho một người con gái khác ở trên app quá là nhiều luôn, số tiền rất là nhiều. Em cãi nhau với người ta thì người ta không chịu nhận lỗi. Sao giống cái câu chuyện của các anh chàng Thanh Quốc Hà quá vậy? Em cũng như vậy, cũng bị mất tiền. Dạ vâng, nhưng mà đấy là người ta tự nguyện, tại vì người ta bảo đấy là niềm vui của người ta. Bỏ qua mấy chuyện cũ đi, và em muốn một mẫu người bạn trai, cái người chồng tương lai mình là như thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em thì không cần quá là xuất sắc, nhưng mà đừng có gầy quá. Em cảm giác và là béo quá mới sợ. Giống như kiểu đi không bảo vệ được mình á. Cao trên 1m70 là được, tại vì em cũng tầm 1m, gần 1m6 ạ. Mập nó mới khó xuống, chứ còn nếu ốm ốm á, mình cho bồi dưỡng, mình tẩm bổ vô, có bạn gái, có cái hơi, mình lo cho người ta ăn uống đồ vô, cái nhắc nhở người ta ăn nhiều đồ vô là ta mập à. Điều chỉnh gì nữa Kiên? Những cách thì không nên nói dối, nếu mà đã hứa với em thì hãy làm, chứ đừng có kiểu là hứa nhiều là nhiều nhưng mà không làm được việc gì. Cảm ơn em nha. Bây giờ còn một bạn cuối cùng thôi, đó là bạn Sĩ Mạnh ở ô cửa màu xanh. Mời bạn nam, mời bạn Sĩ Mạnh. Dạ vâng ạ, thì em thì đã trải qua 3 rồi ạ. Mối tình đầu tiên của em thì bắt đầu vào năm cuối năm lớp 10 và kéo dài cho tới cuối năm lớp 12 thì bọn em dừng lại. Do dừng lại của bọn em thì chắc là do tình yêu tuổi học trò ấy ạ. Đúng. Và cái mối tình thứ hai của em thì sau khi em học xong cấp 3 ấy, được 6 tháng thì em sang bên Nhật ấy. Chắc là do cái thời gian nó chênh lệch thì bọn em ít nói chuyện hơn. Thì công việc của bên em thì bọn em phải vừa học vừa làm. Còn bạn đấy ở nhà thì bạn ấy cũng đi học ấy, thì có nhiều thời gian rảnh hơn em. Cũng kéo dài được khoảng 1.5 năm. Mối tình cuối cùng của em thì cũng là cái mối tình dài nhất, kéo dài khoảng độ 2 năm. Thì em quen bạn đấy ở bên Nhật. Bọn em với nhau được khoảng 1 năm ấy, thì em hết thời hạn visa ở bên Nhật ấy, thì em có về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam thì bọn em vẫn quen nhau và trò chuyện, trao đổi với nhau được khoảng gần 1 năm nữa. Nhưng mà cũng có nhiều cái cuộc cãi vã xảy ra ấy, thì bọn em quyết định là dừng lại. Bạn đó hiện tại vẫn còn sống bên Nhật hả em? Đúng rồi ạ, hiện tại thì bạn vẫn đang sống bên Nhật ạ. Hôm nay rất là trùng hợp ha, vì tất cả 4 bạn của chúng ta người nào cũng có 3 mối tình hết trơn. Biết sao nay nó trùng hợp nhiều cái quá luôn à. Mạnh mong muốn tìm một mẫu người vợ tương lai mình là người như thế nào? Mẫu bạn gái lý tưởng của em thì chắc là hiền lành ạ, biết quan tâm, chia sẻ và không có tính trẻ con quá. Về ngoại hình mình có yêu cầu gì không nè? Em cũng không quan trọng ngoại hình ạ, cao trên 1.5 m là được rồi ạ.
Ok, thế thì bây giờ như vậy, chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai, mở cửa trái tim để chúng ta sẽ nhìn thấy mặt nhau, rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Xin mời quý vị đến với vòng 2, mở cửa trái tim. Bốn bạn đã nhìn thấy nhau chưa? Dạ rồi ạ. À, bây giờ thì tôi muốn hỏi một chút xíu cảm xúc của các bạn ngày hôm nay nha. Hà trước nè, Hà ở là bạn trai ở vị trí ô cửa màu đỏ nha. Cảm nhận của em như thế nào khi thấy cái cô bạn gái mà chương trình tạm thời ghép đôi với bạn đó là bạn anh Thơ? Em thấy giọng nói của bạn rất là hay, giọng nói tan chảy. Em thấy bạn gì nữa? Mặt tây. Thế còn Thơ thì sao? Cảm nhận đầu tiên của Thơ như thế nào khi nhìn thấy các bạn? Em rất là vui và cảm thấy rất là duyên gặp mọi người ở đây ạ. À, anh Hà thì cũng có vẻ là trầm tính nha. Với cả là bạn nữ cũng rất là xinh đẹp, anh Mạnh cũng rất là đẹp trai ạ. Kìa Mạnh ơi. À, Mạnh ơi, có người khen em đẹp trai kìa, Mạnh phát biểu đi. À, cảm nhận cảm xúc của em lúc này như thế nào? Cảm xúc của em khi nhìn thấy hai bạn nữ thì em cảm giác hai bạn nữ khá là xinh ạ, cute ạ. Ngoài cute à? Sức mong đợi của em. Kiên, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em cũng cảm thấy rất là vui ạ, và thấy hai anh nói chuyện cũng vui tính và cũng rất là đẹp trai. Bây giờ chương trình sẽ đưa ra những cái chủ đề và chúng ta sẽ cùng nhau, cả bốn bạn luôn, tất cả mình sẽ cùng nhau mình thảo luận, mình đưa ra quan điểm của mình về cái chủ đề đó, được không ạ? Và chủ đề đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là khi giận nhau, các bạn sẽ chọn cách giải quyết như thế nào? Khi giận nhau thì em sẽ giải quyết, tức là em sẽ là người xin lỗi. Em là người xin lỗi. Xin lỗi bằng cách nào? Em hay pha trò để cho mọi người cười. Có nghĩa là bạn ấy sẽ tự chủ động là người xin lỗi trước, và đôi lúc là cũng sẽ làm pha trò để cho cái người ấy đừng có giận nữa. Thì đó cũng là một cái cách. Không biết là anh Thơ, em có chịu cái cách này không? Em thì chắc là khác hơn một chút ạ. Đối với em thì lúc mà giận nhau ấy ạ, thứ nhất là mình nên im lặng lúc mà cãi vã. Thứ hai là sẽ cùng ngồi nói chuyện với nhau sau khi đã nguôi ngoai cái cơn giận rồi. Còn thứ ba thì em nghĩ là phải nhận ra lỗi sai nếu như mình có sai và xin lỗi, nói lời xin lỗi. Còn nếu như mình không sai thì hoặc là có thể chấp nhận được thì mình bỏ qua và không nói gì nữa, không nhắc gì nữa. Còn nếu không thể chấp nhận được thì mình sẽ giải quyết một cách im lặng, có nghĩa là dễ chịu nhất có thể. À thế thì sao hả? Nếu bạn gái của mình giận mà im thì em có biết là bạn ấy đang giận mình không? Im lặng quá thì em cũng hơi lo sợ. Thường im lặng là đàn ông người ta lo sợ lắm. Đàn ông cũng khó chịu lắm đó nha tụi em. Đàn ông á nha, mà phụ nữ mình nói nhiều á thì la, trời ơi nói nhiều nhức đầu quá. Nhưng mà tới hồi phụ nữ mình im lặng á thì mấy ảnh là nói có gì em nói đi chứ im lặng, người ta sợ quá ai biết. Tức là im lặng lúc mà có nghĩa là mình không thể bỏ qua cái chuyện đấy được ý ạ. Thì mình chia tay cũng im lặng cũng được. Còn trước đấy thì mình sẽ cùng ngồi nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề ấy ạ. Còn Kim thì sao em gái? Nếu mà giận thì em muốn nói chuyện với nhau nghiêm túc, đừng có im lặng. Tại vì im lặng mình cũng không biết được là hai người đang nghĩ gì và muốn cái gì. Thế là mình cứ nói ra hết cái quan điểm của mình. Nếu mà mình cảm giác là người ta đúng thì mình sẽ xin lỗi người ta, còn nếu mà người ta sai thì người ta xin lỗi mình. Kiên có vẻ rất là lý tưởng về tình yêu ha. Anh có lỗi thì anh xin lỗi, em có lỗi thì em xin lỗi, xong giải quyết em xui. Nhưng thật ra em biết không, nhiều lúc á nó đang giận, nó đang nhiều cái cảm xúc khó tả lắm, mình không có làm được mà nó bài bản lớp lan giống như là em nghĩ vậy đâu. Sao Mạnh, mình thì sao? Theo quan điểm của em thì em cũng đồng quan điểm một chút một số với bạn Thơ. Khi mà xảy ra cuộc cãi vã đối với hai người ấy thì ắt hẳn là sẽ có một cái lý do nhất định. Trước tiên ấy thì mình im lặng. Im lặng ở đây thì không phải là im lặng mãi, im lặng dài, vì mình sẽ im lặng khoảng thời gian rất là ngắn thì mình suy nghĩ xem là mình là người sai hay là bạn gái kia là người sai. Thì nếu mà mình sai thì mình sẽ xin lỗi ngay lập tức. Còn nếu mà mình biết bạn ấy sai thì mình vẫn xin lỗi bạn đấy để cho cái cơn nóng giận của bạn ấy nó qua đi. Thì sau khi mà cơn nóng giận của hai người nó qua đi ấy, thì mình sẽ giải thích cho bạn đó là bạn sai ở cái này, thì mình sẽ làm lành với bạn đấy. Ví dụ như bây giờ em thấy là em không có sai, nhưng mà bạn nữ cũng thấy mình không có sai luôn, vậy rồi cái mối quan hệ nó sẽ đi về đâu? Cái lúc mà giận nhau ấy thì lúc đó thì mình không có suy nghĩ sâu, thì mình chỉ biết là nghĩ cho bản thân mình thôi. Thì mình sẽ đợi cái chuyện này nó lắng xuống, mình sẽ hẹn chủ động hạ bạn gái đi
một quán cà phê này hay là mình đi chơi này, từ lúc đó bạn gái vui ấy, thì mình sẽ bày tỏ ra cái quan điểm của mình, cố gắng giải thích cho bạn ấy hiểu, không phải là mình bắt lỗi bạn ấy làm người sai, mặc dù là mình không sai nhưng mà mình vẫn cứ xin lỗi bạn gái trước đã, rồi thì mình sẽ giải thích cho bạn gái hiểu. Vì nếu mà mình không hiểu cho nhau ấy thì tất nhiên là sẽ không hợp nhau, và về sau thì cũng không đến được với nhau. Lúc đó giận thì mình không có gì, nhưng mà sau đó em sẽ chủ động là bằng cách là trực tiếp gặp bạn gái luôn, hẹn gặp nhau ăn uống đi chơi gì đó, rồi mình mới vui vẻ mình mới nói là mình không biết là mình đúng hay sai, kể cả mình có đúng đi nữa thì mình vẫn cứ nhận sai đã, trước mắt thì mình nhận sai đã. Vậy còn ví dụ như hai bạn nữ nè, kiên đi, giả tỷ em đang giận bạn trai em, mà giờ bạn trai em hẹn em ra gặp để cho nó vui, rồi từ từ người ta mới xin lỗi, thì em có nhận lời hẹn hò đó không? Hay là lúc đó cái nư rồi giận lẫy rồi không đi? Dạ, nếu mà là em thì chắc em sẽ gặp, tại vì theo cái quan điểm của em là hai người cần giải quyết rõ ràng với vấn đề đó. Em thì cũng không phải là kiểu người cố chấp á, nếu mà em sai thì em cũng sẽ nhận cái lỗi sai đó của mình, chứ không phải chỉ có trách bạn trai thôi. Cho chị hỏi thêm một chút xíu về đầu câu cái chương trình là chị có nói tới cái chủ đề là mình sẽ làm dâu, thì không biết là hai bạn nữ mình á có ngại cái chuyện làm dâu hay không, rồi có ngại phải yêu xa hay không. Thơ, em chia sẻ cho chị Tường nghe về quan điểm của em về chuyện này trước đi. Quan điểm làm dâu của em thì cũng bình thường thôi ạ. Mình đối xử tốt với chồng của mình, với những người thân trong gia đình chồng, đặc biệt là mình cũng phải biết lễ phép phép tắc, bởi vì là mình mong muốn chồng mình yêu thương gia đình mình thì mình cũng phải yêu thương gia đình chồng mình, đúng không ạ? Yêu thương như yêu thương gia đình mình vậy. Còn nếu mà yêu xa chắc là em hơi ngại một chút ạ. Kiên thì sao, em quan điểm như thế nào về việc làm dâu, rồi em có ngại yêu xa hay không? Dạ, vấn đề làm dâu thì em nghĩ là nếu mà phải ở với gia đình chồng thì mình cũng cần lễ phép ngoan ngoãn, yêu thương gia đình chồng như gia đình mình là được. Về vấn đề yêu xa thì em cũng không có ngại được yêu xa, quan trọng là cái lòng của mình có đặt ở nhau hay không thôi, chứ còn xa hay gần thì nó không quan trọng. Mạnh thấy sao Mạnh? Em thì em không ngại được yêu xa, nếu mà hợp nhau ấy thì xa gần thì nó cũng không có quan trọng. Còn về quan điểm của em đối với bạn gái thì em không đòi hỏi quá nhiều, em tôn trọng cái công việc hay là quyết định của bạn đấy. Ngược lại thì bạn ấy cũng phải tôn trọng cái quyết định của em. Thơ là đang ngồi ở ô màu đỏ ha. Thế bây giờ Hà, em có muốn hỏi nói chuyện gì trực tiếp với Thơ không? Em hỏi một vài câu đi, chứ chúng ta sắp đến cái giây phút là mình sẽ lựa chọn nhau rồi đó. Em muốn hỏi là tương lai bạn có thể bỏ cái công việc đấy, tại vì tương lai em muốn mở một cái nhà hàng. Mở nhà hàng là ảnh hưởng đến nghệ thuật ý. Thì bạn có thể tạm gác lại cái công việc nghệ thuật, sáng sớm thì nấu nướng, còn đến tối thì vẫn có thể đi hát. Ban ngày nấu nướng biết tối còn sức hát không ạ? Chồng mình kinh doanh nhà hàng thì em có sẵn sàng hỗ trợ cho cái kinh doanh của chồng không? Em hơi tham một chút ạ. Em nghĩ là em thì cũng kinh doanh. Và em nếu như chồng em mà có hướng kinh doanh thì em cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng anh. Tuy nhiên là em cùng với đấy thì em cũng muốn là chồng mình sẽ thấu hiểu mình cho cái công việc của mình. Em làm nghệ thuật là đam mê, cho nên là em muốn là anh ý đồng cảm và chấp nhận cái đam mê. Một nửa nấu ăn, một nửa kiểu như là cuối tuần sẽ đi hát, còn đầu tuần mình sẽ làm nhà hàng. Cuối tuần vẫn đi hát, đầu tuần làm nhà hàng, được không? Quá ngon lành rồi còn gì nữa. Cái công việc của em thì nhiều khi là nếu như là mình từ chối quá nhiều ấy thì người ta cũng sẽ không gọi mình nữa. Em vẫn hy vọng là một người có thể hiểu em, mặc dù là em cũng có thể là em vẫn sẽ đang xem cố gắng làm sao để dành thời gian cho cả gia đình này, rồi cho cả công việc ở nhà hàng và xen lẫn cả đam mê của em. Ok. Hôm nay chị thấy là mạng của hai bạn nữ rất là tốt nè, mà hai bạn ấy đều là những người hát rất là hay. Chia sẻ hát tặng một đoạn dành cho tất cả mọi người đang theo dõi chương trình đi, chị mời em. Em cũng sẽ gửi đến mọi người một ca khúc, chính là ca khúc Co Tàu Anh Qua Núi ạ. Đi sớm đi theo bay con tàu quay, qua đèo hải phân mây bay đình, nhớ thương nhau em chờ anh tới, là tàu anh đi vượt qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón
cho biết con tàu đi là thương nhau. Em bắt câu cho tàu anh tới lời yêu nhau. Vậy sao em không lời lời yêu nhau? Mấy nơi em không chờ. Em cảm ơn ạ. Wow, giọng cao vút luôn. Sao Mạnh nghe sao Mạnh ơi? Dù em không hát không có hay hết, nhưng mà em rất là thích những người hát hay ấy. Bây giờ thì Tường mời bạn Thơ sẽ gửi tặng chương trình một bài hát. Xin mời em. Em là cô gái Hà Tĩnh, nên là em xin gửi đến chị cũng như là người ca khúc Theo Em Về Hà Tĩnh. Xanh mây trời dòng nước sông La, trong gió xa tiếng chuông hương tinh lao sao vì vô đội thống gió hạt, trên du thuyền trai tiếng nến tha chưa biết cũ đã là chưa về Hà Tĩnh. Trong mặt sơn kim lần mây vần suối kia tha vô môn đọc sân bay, chiều miếng soi gương hồ kề gò, đêm Hà Tĩnh thành phố lung linh, câu hát ca trù cả tuổi thơ đi mô rồi cũng nhớ. Rừng hồng bao la bình minh vùng ấm, cây trên đá hoa trên lá đều nằm, hoành sân quan thanh thang công trường, người Hà Tĩnh chất phạt thông minh. Còn nghĩa ven tình đến Hà Tĩnh như đi xa về nhà. Quá tuyệt vời luôn. Sao rồi anh Hà? Anh Hà cảm nhận như thế nào? Em nghĩ em lại bị hút bởi giọng hát rồi. Em không biết em phải suy nghĩ thế nào để chọn. Em thì là một con người thì khá là yêu âm nhạc. Hai bạn đều có cái khả năng hát khá là hay, thì em khá là thích hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3, đó chính là vòng khoảnh khắc quyết định. Bốn bạn đã chuẩn bị những cái biểu tượng, đó là trái tim màu xanh nè, trái tim màu đỏ nè, và biểu tượng mặt cười chưa? Chọn đối phương ở cái ô cửa màu nào thì mình sẽ đưa cái trái tim màu đó lên. Còn nếu mình không chọn ai hết thì mình có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Khoảnh khắc quyết định bắt đầu. Mời tất cả bốn bạn nhắm mắt lại. Nếu như chồng em mà có người kinh doanh thì em cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng anh. Tuy nhiên là em cùng với đấy thì em cũng muốn là chồng mình sẽ thấu hiểu mình cho cái công việc của mình. Mặc dù là mình không sai nhưng mà mình vẫn cứ xin lỗi bạn gái trước đã, rồi mình sẽ giải thích cho bạn gái hiểu. Vì nếu mà mình không hiểu cho nhau ấy thì tất nhiên là sẽ không hợp nhau và về sau thì cũng không đến được với nhau. Về vấn đề yêu xa thì em cũng không có ngại việc yêu xa, quan trọng là cái lòng của mình có đặt ở nhau hay không thôi, chứ còn xa hay gần thì nó không quan trọng. Sẽ làm dâu khoảng một thời gian, sau đó nếu mà mẹ em thích về quê thì em có thể đưa mẹ em về quê sống được. 5, 4, 3, 2 và 1. Xin mời bốn bạn cùng đưa biểu tượng của mình lên. Mở mắt ra đi các bạn. Ủa cho chị hỏi cái biểu tượng của Thơ là cái gì vậy? Em đưa sát vô coi. Nguyên. Màu xanh đó chị. Em chuẩn bị ở nhà ấy. Thế là không có bút màu xanh. Thế là em phải dùng bằng bút nhớ. Thế là nó sẽ ra một trái tim màu vàng. Đưa lên cho chị xem. Màu xanh luminer hả? À, chúng ta thấy rằng là hai cô gái của chúng tôi đều đưa cái ô trái tim màu xanh. Bạn Mạnh ở ô cửa màu xanh thì cũng đã đưa lên trái tim màu xanh. Có nghĩa là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn được có một cặp đôi thôi, đó là hai bạn ở hai ô cửa màu xanh. Xin chúc mừng cho bạn Mạnh và bạn Kiên nhé. À, Hà ơi, hơi tiếc một chút xíu. Cảm xúc hiện tại của em là như thế nào? Em suy nghĩ như thế nào? Hơi tiếc và chắc là tương lai sẽ không được nghe bài hát nữa. Phải lên TikTok để nghe lại. Còn Thơ thì sao Thơ? Em cảm thấy vui khi được gặp mọi người ở đây và được trò chuyện cùng chị và mọi người nhiều hơn. Chị Tường cũng chúc cho hai bạn là Quốc Hà và anh Thơ cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã đến với chương trình. Mạnh ơi, cảm xúc hiện tại của Mạnh như thế nào? Em có thấy bất ngờ khi hôm nay hai bạn nữ đều chọn em không? Cảm
thấy là khá là bất ngờ. Tôi hy vọng bạn Kiên sẽ chọn mình thôi, chứ không ngờ là bạn Thơ còn chọn là mình nữa. Kiên ơi, bây giờ em cảm thấy như thế nào mà Kiên? Dạ, em cảm thấy cũng rất là vui ạ. Tại vì em cũng không nghĩ là bạn Nam sẽ chọn mình ạ. Mình sẽ có một cái lời hứa hẹn gì đó với Kiên, vì bây giờ là chính thức mình là một cặp đôi rồi. À, hiện tại thì cái tình hình dịch ở trong Nam nghe mà được biết là khá là căng thẳng ạ. Gặp nhau thì nói chung là sẽ rất là khó khăn. Thì nếu mà trong cái tình thời gian sắp tới mà tình hình dịch nó thuyên giảm ấy, thì em sẽ cố gắng vào và gặp bạn kia. Trong thời gian này thì bọn em cố gắng trao đổi với nhau, tìm những cái quan điểm hay là lối sống nó tương đồng nhau. Nếu mà phù hợp thì sau khoảng 1-2 năm nữa thì em có thể là tiến đến hôn nhân. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chị Tường xin thay mặt cho chương trình chúc hai cho hai bạn sẽ có những cái thời gian tìm hiểu nhau thật là thú vị nhé. Các Tường sẽ thay mặt cho chương trình gửi đến cho các bạn một phần quà rất là đặc biệt. Dù cho là hai bạn từ ở hai nơi khác nhau nè, có hai câu chuyện khác nhau, nhưng bây giờ đã đồng ý về một hướng rồi, cùng chung với nhau rồi, thì đó chính là một cái sự khởi đầu cho một tương lai hạnh phúc, cũng như là một giặt join hai trong một, là một cái sự ghép đôi của hai sản phẩm bột giặt và nước xả vải thành một, giúp cho cuộc sống chúng ta được thay đổi một cách tốt hơn. Và để chúc mừng sự thành công của hai bạn trong ngày hôm nay nhé, nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, hân hạnh tài trợ cho mỗi bạn là 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy. Và đặc biệt nha, nếu khi nào mà hai bạn mà tiến tới hôn nhân đó, thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1 sẽ tặng cho các bạn là 2 cộng 1, đó là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí nha. Và ngay cả cặp đôi mà không bấm nút hẹn hò với nhau trong chương trình thì mỗi bạn cũng sẽ nhận được một, mỗi người là 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí luôn. Và bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng chương trình Ghép Đôi Thần Tốc nha. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Chương trình của chúng tôi cũng sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Và mọi người ơi, hãy tải ngay ứng dụng Netlo để được đón xem chương trình sớm và đầy đủ nhất nha. Một lần nữa Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.